Tôi tên là Khương Sơn. Ông nội tôi đã qua đời trong kỳ nghỉ hè vừa rồi. Thực lòng mà nói, tôi rất sốc khi nghe tin này, nhưng cũng không cảm thấy quá nặng lòng. Ông nội không sống trong làng cùng mọi người. Khi tôi còn nhỏ, tôi và ông sống trên ngọn đồi mộ phía sau ngôi làng của chúng tôi. Ở nơi đó, bên dưới sườn núi là một khu lớn các ngôi mộ mọc lên dày đặc. Sau khi những người già qua đời, họ đều sẽ chọn chôn cất ở đây. Tôi còn nhớ, tôi nghe được rất nhiều tin đồn trong làng nói rằng ông nội số mệnh xui xẻo nên đã hại chết cụ ông và cụ bà. Lo lắng cho tương lai của thế hệ sau, ông tôi chọn sống một mình trong túp lều tranh trên núi mộ. Chỉ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, ông tôi mới từ khu mộ trở về đoàn tụ với gia đình. Tôi cũng đã từng hỏi cha mẹ rằng liệu ông tôi có thực sự có vận mệnh xui xẻo hay không. Nét mặt mẹ tôi nhăn nhó, còn cha lại thể hiện ra vẻ mặt yêu hận phức tạp. Đừng nghe cái bọn bên ngoài kia nói năng linh tinh. Con còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu thôi. Về đến làng, thấy đám tang đã được chuẩn bị xong xuôi. Tôi sững sờ. Ông vừa mới mất đã mang thi thể của ông con đi chôn cất sao ạ? Trong làng có tục lệ khi một cụ già qua đời thì sẽ niệm trong quan tài 3 ngày. Ngày hôm đó thời tiết nóng nực nên mọi người đều lo lắng thi thể sẽ bốc mùi, nhiều nhất cũng chỉ niệm 1 ngày. Cha mẹ tôi không nói gì nhiều, chỉ nói rằng đây là di nguyện của ông trước khi mất, bảo tôi nhanh chóng đeo khăn tang và cùng mọi người đưa tang ông. Mọi người bắt đầu đánh trống thổi kèn và dần dần rời khỏi làng. Dù là một ngày tháng 7 nóng như thiêu đốt nhưng khi lên khu núi mộ tôi luôn cảm thấy u ám, lạnh lẽo. Nhìn những ngôi mộ từ trong núi mà tôi không khỏi rùng mình, mộ ông nội không nằm trong khu dưới chân núi mà nằm phía sau túp lều trên sườn núi. Đây là những lời dặn dò cuối cùng của ông trước khi mất. Sau khi đốt hết tiền giấy, trưởng thôn cắt tiết gà và đi vòng quanh ngôi mộ một hồi rồi nói lớn, đường dương kết thúc, đường mờ bắt đầu, ma lớn tránh, ma nhỏ trốn, thiện ác, hạ huyệt. Ngôi mộ dần dần được chôn vùi, tôi và cha tôi xúc từng sẻng đất đắp lên ngôi mộ, sau đó mọi người xuống núi và trở về làng. Tôi vốn dĩ muốn cùng cha trở về làng, nhưng cha lại đưa tôi đến túp lều nơi ông tôi ở. Con trai, đêm nay con hãy ở lại đây, sáng sớm mai hẵng xuống núi trở về. Tôi nghe cha nói như vậy thì sững sờ, sau đó vội vàng nói, cha đang nói đùa phải không ạ? Con nhát gan, cha đừng làm con sợ. Đây là khu núi mộ đó cha, ban ngày cũng ít người lui tới. Nếu con thực sự phải ở lại đây một đêm, chắc con sẽ sinh bệnh mất cha ạ. Cha tôi thở dài ngao ngán nói, đây là di nguyện của ông trước khi mất. Con và ông đã ở đây lâu như vậy. Ông cũng chịu khổ lâu rồi, là con cháu trong nhà con nên cố gắng vì ông. Đừng từ chối. Cha tôi nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Vốn dĩ là ta đã định ở lại đây một đêm nhưng ông nội không đồng ý. Ông ấy. Hai ia à, đợi sáng sớm mai con chờ ta sẽ kể cho con nghe về chuyện của ông nội. Có một số chuyện con cũng nên được biết. Cha tôi nói, đợi sáng sớm mai con chờ ta sẽ kể cho con nghe về chuyện của ông nội. Có một số chuyện con cũng nên được biết. Nói rồi, cha tôi lấy ra một chiếc hộp cũ dưới gầm giường của ông nội, một hũ đựng cho cốt và một ngọn đèn dầu đang cháy. Buổi tối khi đi ngủ phải để đèn cháy, không được để đèn tắt, sáng mai hãy đem theo xuống núi. Đây là di vật duy nhất của ông nội để lại. Cha tôi dặn dò đêm xuống đừng rời khỏi căn phòng, cho dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được rời khỏi đây. Tôi bối rối nhìn cha và hỏi tại sao nhưng cha không chịu nói. Sau đó, cha cầm túi hương và rượu cho rải đều ở cửa và cửa sổ của ngôi nhà. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cha tôi liền đi thẳng xuống núi. Không biết có phải do ảo tưởng của tôi luôn cảm thấy rằng cha nhìn tôi một cách kỳ lạ khi ông ấy rời núi. Quả thực tôi không muốn ở lại khu núi mộ này, nhưng không thể không nghe lời cha, nên tôi chỉ biết gục đầu xuống, bất lực ngồi trên những cửa nghĩ cách sống sót qua đêm. Thời gian trôi qua thật nhanh, trời đã khuya, xung quanh im ắng khiến nơi đây càng thêm u ám. Tôi theo chỉ dẫn của cha đóng các cửa ra vào và cửa sổ, ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu chỉ đủ soi sáng một góc của căn nhà. Không hiểu sao tim tôi lại đập mạnh dữ dội, tôi luôn có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra vào đêm nay. Đến 10 giờ tối, tôi có chút buồn ngủ, liền nằm ở trên giường gỗ chuẩn bị ngủ. Lúc này, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng xô xoạt như tiếng bước chân và tiếng gì đó, tiếng cọ sát mặt đất làm tôi mất ngủ. Tôi căng thẳng nhìn ra cửa, tròn xoe mắt. Ai? Tôi hét lên, nhưng không có phản ứng từ bên ngoài và ngay cả tiếng xô xoạt cũng biến mất. Tôi cầm một chiếc ghế đầu nhỏ bằng gỗ cạnh giường nắm chặt trong tay, run rẩy bước ra cửa, cẩn thận nhìn qua khe cửa. Ánh trăng mờ ảo, tuy nhiên bên ngoài không có gì. Lẽ nào tôi vừa gặp ảo giác ư? Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự chế giễu bản thân vì sự rụt rè và sợ hãi của mình. Lúc này, tôi thoáng thấy mặt đất trước ngưỡng cửa từ khe cửa. Lập tức đầu tê dại, một luồng khí lạnh từ phía sau sộc thẳng lên đến mặt đất trước ngưỡng cửa sau đầu. Trước khi rời núi, cha tôi đã rắc đều một lớp cho hương xung quanh cửa.
Lúc này, trên nền lại có vài dấu chân lộn xộn. Tôi chắc chắn đó không phải là dấu chân của tôi, chắc chắn có ai đó đang lang thang quanh cửa. Tôi nuốt nước bọt, cả người run lên. Nửa đêm, đứa quái nào lại mò vào nơi đây? Ngay khi tôi đang lưỡng lự không biết có nên mở cửa hay không để kiểm tra thì dường như phía cửa sổ có tiếng động. Tôi vô thức liếc nhìn ra cửa sổ. Vừa nhìn một cái làm tôi giật mình hét lên và ngồi bệt xuống đất. Ngoài cửa sổ hiện ra một khuôn mặt xanh xao, đó là một bà lão với mái tóc rối bù và khuôn mặt nhăn nheo, đang cười tê tét, còn để lộ vài chiếc răng, trừng mắt mỉm cười với tôi. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt của bà sáng lên một tia sáng xanh mờ, như thể một con quái thú đang rình mồi vậy. Tôi hốt hoảng ném chiếc ghế đầu gỗ nhỏ trên tay về phía cửa sổ, cơn gió mây bất chợt từ khung cửa sổ vỡ thổi vào ngôi nhà, ngọn đèn dầu đung đưa rồi vụt tắt. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi run rẩy nhìn ra phía cửa sổ. Bóng dáng bà lão đã biến mất. Sau khi định thần lại, tôi nhận ra căn phòng tối đen như mực. Tôi sực nhớ đến lời dặn của cha, vội vàng thắp lại ngọn đèn dầu đã tắt. Bà lão vừa rồi rốt cuộc là người hay ma? Đúng lúc tôi đang run lên thì nghe thấy giọng nói lạ từ sau ngôi nhà. Chẳng lẽ bà lão lạ mặt đó muốn đào mộ ông nội tôi lên? Tôi muốn ra ngoài xem xét tình hình, nhưng nghĩ đến lời cha tôi dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được ra ngoài. Thêm vào đó, bà lão quái đản thực sự khiến tôi lạnh sống lưng và kinh hãi. Tôi nắm chặt ngọn đèn dầu trong tay không dám nhúc nhích. Mờ thanh xa lạ từ phía sau truyền đến không bao lâu, đột nhiên phía sau ngôi nhà vang lên một tiếng hú thảm thiết. Lão Tám, sao dám có âm mưu chống lại ta? Tiếng la hét và tiếng than khóc ngừng đột ngột, xung quanh trở nên im ắng chết chóc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Khi tôi định ra ngoài xem có chuyện gì thì một bóng đen chợt vụt qua cửa sổ. Meo meo. Một con mèo đen ngồi xổm trên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt xanh lục. Tôi không dám cử động, tôi rùng mình và nhìn chằm chằm vào con mèo đen. Không còn cách nào khác, tôi đành đuổi nó đi, nhưng không cẩn thận lại bị nó cào mét vết trên mu bàn tay. Tôi vừa hét chửi rủa vừa băng bó vết thương trên mu bàn tay. Sau đó tôi vô tình khiếu máu nhỏ vào đèn dầu. Vù vù, ánh sáng của ngọn đèn dầu ban đầu rất yếu. Lúc này, không hiểu sao lại bùng cháy dữ dội khiến tôi sợ hãi suýt chút nữa ném đi, nhưng sau đó lại trở về trạng thái bình thường. Lúc này, con mèo đen trên bệ cửa sổ cũng bình thường lại, nhưng tôi cảm nhận được con mèo có chút kỳ lạ. Tôi không dám động vào con mèo đen nữa. Con mèo đen giống như một con kền kền. Ngồi xổm trên bệ cửa sổ như chặn tôi rời khỏi ngôi nhà. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Trời vừa rạng sáng, con mèo đen cũng biến mất. Tôi vội cầm đèn dầu rời khỏi túp lều tranh. Một phần phía ngôi mộ đã bị đào lên, nắp quan tài cũng có dấu hiệu bị cải tung. Nhìn thấy cảnh này, tôi vừa giận vừa giật mình, không chút do dự phi thẳng xuống núi. Khi tôi trở về làng, nhìn thấy ba chiếc quan tài màu đỏ như máu được đặt ở lối chính của cửa sân nhà tôi. Tôi tức giận, không kìm được hét lớn, ai đã làm vậy? Sao lại có thể thất đức như vậy? Mau ra đây, ta sẽ giết ngươi. Người dân làng đứng xem không nói một lời, chưa kịp chửi bới tiếp thì cha tôi liền lôi tôi vào nhà. Mắt mẹ đỏ hoe và sưng húp như thể mẹ vừa khóc. Mặt cha tôi tối sầm lại. Cha ơi, chuyện quái gì đang xảy ra ở nhà ta vậy ạ? Đây không phải là nhà chúng ta sao? Tôi lớn tiếng. Nhưng chưa kịp chửi bới thì cha tôi đã ngắt lời tôi và nói. Tối hôm qua khi con ở trên núi có xảy ra chuyện gì phải không? Con có ra khỏi ngôi nhà đó không? Đèn dầu có bị tắt không? Tôi nhớ lại chuyện đêm qua, tim lại đập mạnh. Tôi vội vàng kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Con đã bị con mèo đen đó cào sao? Mẹ tôi thốt lên và tỏ ra hoảng sợ. Đèn dầu đã bị tắt sao? Mặt cha tôi tối sầm lại. Phản ứng của cha mẹ khiến tôi hơi bối rối. Chẳng nhẽ cha tôi không quan tâm đến việc mộ ông nội đã bị cậy nắp? Mọi người không quan tâm đến bà già kỳ lạ đó là ai hay sao? Mẹ nắm lấy bàn tay bị thương của tôi để kiểm tra. Lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng sau khi mở vết băng ra, tôi thấy vết thương trên mu bàn tay đã chuyển sang màu đen, như thể chúng bị nhiễm độc. Cha tôi vội vàng chạy vào bếp lấy một nắm gạo nếp đắp lên mu bàn tay tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mu bàn tay đau nhói như thể bị dầu nóng đổ lên. Không chịu được cơn đau nên tôi khóc nấc lên. Vết thương trên mu bàn tay mở ra, lộ ra vệt máu đen, đồng thời xuất hiện một làn khói đen mờ ảo. Sau một hồi, máu chuyển từ màu đen sang màu đỏ và cảm giác đau đớn giảm dần. Cha mẹ tôi thở phào một hơi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi thổi một hơi nhẹ và lau thử đi vệt máu đen. Có chút sợ hãi, tôi vội vàng hỏi cha mẹ. Hai người ở nhà tuyệt đối đừng ra ngoài. Ta lên núi một chuyến. Cha tôi hình như có chút cáu kỉnh, đôi mắt của ông có một chút đỏ. Thở dài một hơi, nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi nhà.
đồng thời gọi thêm vài người bạn trong làng là những người bạn thân thiết của cha tôi cùng vác sẻng lên núi. Dường như không có ai còn để ý đến ba chiếc quan tài đỏ như máu trước cửa nhà nữa. Sau khi cha tôi đưa mọi người lên núi, mẹ tôi cũng vội vàng đi ra ngoài, nói rằng lên thị trấn một chuyến và dặn tôi ở nhà không được đi lung tung. Cha mẹ dường như đang giấu tôi điều gì đó. Tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng khi họ trở về. Đến gần trưa, mẹ tôi vẫn chưa về nhưng cha tôi lên núi đã quay lại. Sau khi cha về với vẻ mặt u ám liền tự nhốt mình trong phòng tối, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, hàng xóm của nhà tôi, bác trụ kể với tôi về việc cha tôi lên núi. Mọi người định lấp lại ngôi mộ của ông nội đã bị đào tung lên. Kết quả là cha tôi lại mở nắp quan tài của ông nội ra mà không nói một lời. Một điều kỳ lạ đã xảy ra, đó là không có thi thể của ông nội trong quan tài. Không có gì ngoài mùi hôi thối của xác chết bò cạp và rắn độc. Chính giữa quan tài là xác của một con mèo đen hôi hám, hình như đã chết từ lâu. Những người theo cha lên núi đều hoảng sợ. Vậy thi thể của ông đã đi đâu? Con mèo đen đó có phải là con mà tôi đã gặp đêm qua không? Tôi trong lòng hoang mang và muốn chạy đến hỏi cha nhưng cha tôi đã đóng chặt cửa, căn bản không thèm để ý đến tôi. Đến trưa, mẹ tôi về, đi cùng bà là một người đàn ông đứng tuổi mặc áo vest trắng và quần ống rộng. Tôi cũng biết chú này, chú chủ tiệm vải liệm trên phố đông trong thị trấn. Hàng năm, vào ngày ông nội xuống núi đoàn tụ với chúng tôi, chú Vương sẽ mang rượu và đồ ăn đến uống với ông nội. Cũng được coi là người bạn duy nhất của ông nội. Chú Vương cũng không thèm nhìn ba cái quan tài máu ở cửa, vừa vào cửa liền nắm lấy bàn tay của tôi, nhìn chằm chằm vết thương trên mu bàn tay. Vẻ mặt của chú đầy nghi hoặc, chú Vương, hãy nghĩ cách giúp tôi. Mẹ tôi lo lắng nói, ban đầu tôi không muốn đứa trẻ này qua đêm trên núi. Nhưng trước khi cha tôi mất, cha nói sẽ không có vấn đề gì cả. Kết quả thì chú cũng thấy rồi đấy. Chú Vương không nói gì, trầm giọng nói với tôi, cái đèn dầu của ông nội cháu đem theo xuống núi rồi chứ. Mau lấy ra cho ta xem. Chiếc đèn dầu tôi để trên giường. Khi tôi định vào trong phòng lấy ra, cha tôi từ trong phòng đi ra, vẻ mặt u ám nhìn chú Vương, trầm giọng nói, chú Vương, chú mau về đi. Đây là chuyện của gia đình tôi, chú đừng tham gia vào. Mẹ tôi lo lắng nói, ông vừa nói gì vậy? Cha tôi trừng mắt nhìn mẹ, quát lớn, bà đừng gây thêm phiền phức nữa, mau về phòng đi. Mẹ tôi vừa lo lắng vừa tức giận hét lên, Khương Hoài Nực. Ông là cha biết rõ mọi chuyện lại sử dụng con trai ông để ngăn chặn thảm họa. Ông không quan tâm đến sống chết của con trai, nhưng tôi thì có. Nó là đứa con tôi đứt ruột đẻ ra. Nhà Khương mấy người bao nhiêu năm vẫn là mất tên vô dụng. Tôi không muốn con trai mình chịu đau khổ. Ba, cha tôi giơ tay lên định đến đánh mẹ tôi. Tôi vội vàng chạy đến ngăn cản. Mẹ tôi khóc, dáng vẻ ngang ngược nhìn cha tôi. Khổ khổ. Lúc này, chú Vương ho khan vài tiếng, nghiêm túc nhìn cha tôi nói, Hoài Nờ, mau đưa cho ta ngọn đèn dầu mà cha chú để lại. Đó là mầm tai họa, mau giao lại cho ta. Ta đảm bảo gia đình mọi người sẽ không gặp phải bất cứ rắc rối gì. Mẹ nắm lấy bàn tay bị thương của tôi để kiểm tra. Lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng sau khi mở vết băng ra, tôi thấy vết thương trên mu bàn tay đã chuyển sang màu đen. Không được, cha tôi từ chối một cách quyết đoán, nói đây là di vật mà cha tôi để lại cho cháu trai trước khi ông mất, không ai được phép động vào món đồ đó. Chú Vương nhìn cha tôi một cái, lắc đầu thở dài nói, không tự nhiên mà có những chuyện xui xẻo ập đến bất ngờ như vậy. Bỏ đi, cứ coi như hôm nay ta không đến đây. Nói xong, chú Vương phớt lờ lời cầu xin của mẹ tôi và rời đi ngay. Khương Hoài Nờ, ông muốn cả gia đình chúng ta cùng chết mới vừa lòng phải không? Mẹ tôi khóc và la mắng cha tôi. Chiếc đèn dầu hỏng đó, ông cứ đưa cho chú Vương thì xong chuyện rồi. Giờ chú Vương không giúp nữa tôi biết phải làm sao. Bà thì biết cái gì? Cha tôi lớn giọng nói. Cái thứ đồ đó bao nhiêu năm như vậy chỉ đợi đến ngày hôm nay. Nếu thực sự giao cho người khác thì cả gia đình chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Buổi tối, không biết cha tôi kiếm đâu được một con chó đen và vài con gà trống thả trong sân. Sau đó ngọn đèn dầu loang lổ được thắp sáng và đặt giữa gian chính. Cha ngồi trong phòng chính hút thuốc lá, hết điếu này đến điếu khác với vẻ mặt buồn bã. Tôi bồn chồn hỏi mẹ chuyện gì xảy ra vậy ạ? Mắt mẹ tôi đỏ hoe và sưng tấy, khóc nấc lên không trả lời tôi khiến tôi càng thêm bồn chồn, sốt ruột. Con à, có một điều mà cha chưa bao giờ nói với con, có vẻ như bây giờ cha không thể giấu được nữa. Cha tôi hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, gia đình họ Khương chúng ta các đời đều là người gác núi. Khi đến thế hệ của ông nội con lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả gia đình đã chuyển đến ở tại thôn này. Ông nội và ta đều không có tư cách, vốn dĩ ông con định cắt đứt nhân quả của người gác núi. Kết quả lại bởi vì sự ra đời của con khiến ông nội thay đổi. Ta vốn đợi mấy năm nữa rồi mới nói cho con những chuyện này. Nhưng cách đây không lâu,
ông nội của con đã bị kẻ thù tìm được nơi này. Ông con đành phải giả chết. Muốn con ở lại canh giữ trên núi một đêm cũng là để đưa cho con cất giữ một số món đồ, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông con hiện tại mất tích rồi. Câu nói của cha khiến tôi bàng hoàng. Ông nội giả chết sao ạ? Để tránh kẻ thù, ông tôi đã lừa dối và nói rằng ông muốn tôi chấm dứt tai họa như lời mẹ tôi nói. Khi tôi còn chưa định thần lại thì cha tôi lại nói tiếp, người gác núi đều sẽ không thể sống sót qua tuổi 40. Nhà họ Khương đời này đến đời khác đều như vậy. Chỉ có ông nội con vượt qua được đại nạn này. Có điều cũng phải trả giá rất đắt. Ông con đang canh giữ ngọn núi mộ ở đó. Trên thực tế, canh giữ là ở khe núi phía sau ngọn núi, và ngọn đèn dầu đó cũng được lấy ra từ trong khe núi đó. Đêm qua con bị con mèo đen đó cào cũng là số mệnh sắp đặt. Nếu đêm nay có chuyện xảy ra, con hãy cầm theo ngọn đèn dầu đó, chạy ra phía khe núi sau khu núi mộ. Đến đó thắp đèn dầu và hét lên rằng con là con cháu nhà họ Khương, sẽ có người bảo vệ con. Tôi càng nghe càng bất an, cảm thấy giống như cha đang trêu đùa tôi vậy. Cha, đừng dọa con nữa ạ. Tôi vội nói. Cha ơi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tôi vẫn hoang mang không hiểu gì. Rốt cuộc đêm nay sẽ có chuyện gì? Gâu, gâu, gâu. Đúng lúc này, con chó đen to lớn ngoan ngoãn trong sân đột nhiên điên cuồng sủa, nhai răng nhìn về phía cổng sân với vẻ hung dữ. Mấy con gà trống trong sân cũng không ngừng kêu lên loạn xạ. Cha, đừng dọa con nữa. Tôi vội nói. Cha ơi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tôi hoang mang không hiểu gì. Rốt cuộc đêm nay sẽ có chuyện gì? Ngư dư. Đèn trong phòng chính chập chờn, lúc sáng lúc tối như thể điện áp không ổn định. Một màn sương nhẹ bao trùm khắp sân nhà và dần trở nên dày đặc hơn. Con chó đen trong sân và những con gà trống lại càng kêu lớn hơn. Đoàng, một âm thanh lớn xuất hiện. Cổng sân nhà dường như đã bị ai đó đạp đổ. Con chó đen điên cuồng lao về phía trước. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên đột ngột, giống như nó đã bị ai đó giết chết. Những con gà trong sân cũng không phát ra tiếng kêu nữa. Từng con một đứng yên như thể bị đóng băng. Phù, một cơn gió lạ thổi vào phòng chính. Ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu lập tức chuyển sang yếu dần. Cùng lúc đó, đèn trong phòng chính và xung quanh đều bị dập tắt. Màn đêm cùng với màn sương dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Cha tôi vẻ mặt nghi hoặc, trên mặt vẫn có chút chua xót. Từ trong túi, cha lấy ra một chiếc chuông đồng đen, đồng thời cắn vào đầu ngón tay mình, bôi máu đỏ lên chiếc chuông đồng. Linh linh linh. Chiếc chuông đột nhiên nổ tung. Lúc này, vẻ mặt của cha tôi thay đổi rõ rệt. Ông vội hét lớn, mau, cầm theo chiếc đèn dầu, bảo vệ ngọn lửa. Giọng nói đanh thép hơn trước. Một làn sương mù dày đặc kỳ lạ cũng tràn vào phòng chính. Lúc này quả thực là cái cảm giác thân thủ không biết làm sao. Tôi vô thức làm theo lời cha, tay run run cầm lấy ngọn đèn dầu. Ngay sau đó, cổ áo sau của tôi bị bàn tay to lớn của cha tôi nắm lấy, ném tôi ra ngoài. Mau chạy lên phía sau núi. Cha tôi hoảng hốt hét lên. Tôi vô cùng hoảng loạn. Theo bản năng tôi phản ứng lại, tim đập rất mạnh, trong lòng rất hoảng sợ. Không lâu sau tôi đã chạy ra khỏi làng, tôi ngoái đầu lại nhìn và tiếp tục chạy. Không biết cha mẹ bây giờ thế nào. Ngay cả khi tôi muốn cứu cha mẹ cũng không thể làm được. Nói không chừng còn khiến bản thân gặp rắc rối. Tôi nghiến răng chạy về phía núi mộ. Khu sau núi mộ vô cùng hoang vắng. Mặc dù không có lăng mộ ở đây, nhưng cảm giác u ám ở đây mạnh hơn bất kỳ khu nào. Ngay khi tôi lấy lại được bình tĩnh chuẩn bị đi vào trong khe núi thì một bóng người không tiếng động xuất hiện cách bên phải không xa khiến tôi lặng người giật mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi phát hiện ra người đàn ông đó là chú Vương. Chú ấy sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Tôi lúc này đã mất đi hết bình tĩnh. Nhìn thấy vẻ mặt của người quen thì có chút phấn khích. Tôi vội vàng chạy lại và nói với chú Vương, nhà chúng tôi bị ma ám rồi. Cha mẹ tôi, họ. Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị chú Vương bóp cổ. Bàn tay chú như một cái gọng sắt lớn. Cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra. Tôi không thở được cũng không dám nhìn chú ấy. Không hiểu tại sao chú ấy lại làm như vậy với tôi. Khuôn mặt chú lúc này rất hung dữ và nở một nụ cười kỳ quái. Chú trực tiếp giật lấy chiếc đèn dầu trên tay tôi, trầm giọng nói, ông Tám thật là có phúc. Là một người canh giữ ngọn núi, ông ta có thể sống sót qua cái ngưỡng tuổi 40. Mặc dù cái giá phải trả rất đắt, nhưng nó cũng đáng để sống thêm nhiều năm nữa. Ngọn đèn dầu này đã bảo vệ ông ta trong nhiều năm,
giờ đây lại còn muốn sử dụng để tiếp tục bảo vệ con cháu của mình. Đúng là nằm mơ. Chú Vương siết cổ tôi càng ngày càng chặt. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ xương cổ của mình. Hơi thở yếu dần và tôi bắt đầu lịm đi. Đã đến lúc thay thế người canh giữ ngọn núi rồi, mấy đời nhà ngươi cũng nên kết thúc rồi. Yên tâm đi đi. Sau này mỗi năm đến ông đây sẽ tặng mấy người chút quà cảm ơn. Vừa nói dứt lời thì tôi liền nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh bên tai. Tôi nhìn thấy hình như là một bóng người mảnh mai, mặc bộ đồ trắng từ trong núi bước về phía tôi. Chú Vương liền thay đổi sắc mặt, có chút sợ hãi trong ánh mắt. Chú dường như đang nói điều gì đó với người này nhưng tôi không thể nghe thấy. Mắt tôi đen sì lại do thiếu oxy quá lâu, sau đó ngất lịm đi lúc nào không hay. Tôi không biết qua bao lâu mới tỉnh lại. Toàn thân tôi rã rời, không có chút sức lực nào. Tôi chết rồi sao? Tôi vô thức nhéo mình một cái, cảm thấy đau điếng. Sau đó tôi mới định thần lại và ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là một ngôi miếu hoang đổ nát. Ngọn đèn dầu vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp. Đây rốt cuộc là nơi nào? Còn chú Vương đâu? Linh linh linh. Tiếng chuông lại lanh lảnh vang lên. Dưới ánh sáng mờ ảo tôi thấy một người phụ nữ đẹp tuyệt sắc. Tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ này, tôi không thể không nghĩ đến câu này. Nét mặt tinh xảo, môi đỏ, răng trắng và đôi chân đang lắc lư nhẹ nhàng cùng thân hình mảnh mai. Khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt có chút lãnh đạm, không có một chút dao động nào. Cậu là con cháu nhà họ Khương. Khương Chính Nam có quan hệ gì với cậu? Ông ấy là ông nội của tôi. Tôi trả lời một cách thận trọng. Chị gái, có phải là chị đã cứu tôi không? Vậy còn chú Vương thì sao ạ? Hắn chạy rồi. Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng trả lời. Khương Chính Nam là người gác núi và cũng là người duy nhất có thể tới đây. Sao ông ấy có thể giao cho cậu ngọn đèn và cho phép cậu tới đây cơ chứ? Đây là khe núi phía sau của ngọn núi. Hóa ra ông nội đã canh giữ nơi này nhiều năm như vậy. Tôi không biết người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ trắng này là ai nhưng tôi cảm giác cô ấy rất giỏi. Tôi vội vàng kể cho cô ấy nghe về chuyện ông tôi già chết, đồng thời van xin cô ấy đi cứu cha mẹ tôi. Sau khi nghe tôi nói, người phụ nữ xinh đẹp từ trên bay xuống, nhảy như lông hồng. Cơ thể nhẹ nhàng, uyển chuyển và điều quan trọng nhất là khi cô ấy tiếp đất, chân không hề chạm đất mà như thể cô ấy đang lơ lửng vậy. Mà tôi có chút sợ hãi nhưng không đến mức quá kinh khủng. Có lẽ do hôm nay đã trải qua những chuyện đáng sợ hơn hoặc cũng có thể do vẻ đẹp của người phụ nữ áo trắng xinh đẹp này đã khiến tôi không còn sợ hãi nữa. Người phụ nữ cầm lấy đèn dầu trên tay tôi, nghịch ngợm bắc đèn, lạnh lùng nói, Khương Chính Nam đã để lại thứ này cho cậu, hôm nay cậu cũng mang theo nó tới đây. Vậy cũng coi như cậu đã trở thành người gác núi. Ngọn đèn dầu này có phải đã dính máu của cậu rồi phải không? Tôi đờ đẫn một lúc, rồi vô thức gật đầu nói, tối hôm qua tôi bị con mèo đen kỳ lạ cào lên mu bàn tay và vô tình quệt tay vào ngọn đèn dầu. Tôi chưa kịp nói xong, người phụ nữ này đã nắm lấy cổ tay tôi, kiểm tra kỹ xung quanh bàn tay. Mặc dù tay cô ấy rất mềm mại, nhưng nó giống như một cục băng khiến tôi có chút run rẩy vì lạnh. Cô ấy quan sát kỹ vết sẹo trên mu bàn tay tôi và dùng móng tay cào nhẹ lên mu bàn tay. Vết thương dần xuất hiện, rỉ ra những giọt máu tươi. Máu của tôi được cô ấy bôi lên đèn. Ngọn lửa đèn dầu bốc lên một chút, tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Đôi mắt hứng hờ nhìn tôi, một tia sáng kỳ lạ lóe lên. Tôi có thể cứu cha mẹ cậu nhưng tôi một điều kiện. Nghe đến đây, tôi vội gật đầu và buột miệng nói, bất cứ điều kiện gì chúng tôi cũng đều chấp nhận. Tôi vừa dứt lời, cô ấy đột nhiên cắn một cái thật mạnh vào cổ tay tôi. Cổ tay tôi chảy máu, đau đến mức không thể thở được. Cô ấy dường như đang hút máu của tôi. Tôi chưa kịp định thần lại thì cô ấy đã buông cổ tay tôi ra. Hai má có chút ửng hồng. Đôi mắt cô ấy dường như sáng hơn trước. Cô ấy có một vẻ đẹp hút người. Vết thương ở cổ tay tôi đột nhiên ngừng chảy máu một cách kỳ lạ. Những dấu răng nhỏ giống như hình hoa văn. Đi thôi, đi cứu cha mẹ của cậu nào. Mặc dù bị cắn một cách khó hiểu nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện này. Tôi vội vàng đi theo người phụ nữ ra khỏi ngôi miếu hoang tàn này và cùng cô ấy rời khỏi ngọn núi. Cô ấy đi rất nhanh. Mặc dù tôi đã cố gắng chạy nhưng cũng không theo kịp được cô ấy. Khi chúng tôi đến ngôi làng, sương mù dày đặc bao trùm lên ngôi làng dường như còn kinh khủng hơn lúc đầu. Bầu không khí im lặng chết chóc, người phụ nữ mặc áo trắng cầm ngọn đèn dầu thổi một hơi dài về phía ngọn đèn. Trong tích tắc, những tia lửa nhỏ phun ra từ ngọn đèn dầu, trôi vào trong màn sương trắng dày. Sau vài lần thổi, lớp sương mù dày đặc dần trở nên mỏng hơn. Cảnh tượng này khiến tôi bị sốc. Tôi chỉ đường và dẫn người phụ nữ vào nhà mình. Khi đến cửa nhà, tôi thấy chỉ còn lại một chiếc quan tài trong ba chiếc quan tài máu ban đầu được đặt ở cửa. Hai chiếc quan tài máu còn lại đã biến mất. Người phụ nữ phất tay một cái, nắp quan tài liền tự động bật ra. Tôi liếc nhìn vào bên trong quan tài, mắt tôi trợn tròn hốt hoảng và hét lên kinh hãi. Có người nằm bên trong quan tài,
là một bà lão rất xấu xí, mặt tái xanh, đôi mắt đen sì. Đó dường như là bà lão kỳ lạ mà tôi đã gặp đêm qua trên núi. Lúc này, trên trán và tim của bà có những cái đinh màu đen cắm vào, như thể bị ai đó đóng đinh trong quan tài. Răng của bà ấy nứt vỡ, bà ấy trông rất kinh hãi và nét mặt như đang phẫn nộ. Máu của bà ấy chảy ra từ khóe mắt, miệng và mũi với một mùi hôi thối nồng nặc. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Ai đã ra tay giết hại bà lão? Trong lòng tôi có chút hỗn loạn. Lúc này, người phụ nữ cầm ngọn đèn dầu lên thổi nhẹ. Các tia lửa bay về phía quan tài, ngay lập tức quan tài bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa sáng rực, bốc cháy bao trùm lên toàn bộ chiếc quan tài máu. Khói dày cuồn cuộn, mùi khét lẹt quyện vào nhau xộc thẳng lên mũi. Người phụ nữ bước vào sân nhà tôi vội vã bước theo sau cô ấy. Xác con chó đen vẫn còn nằm bên trong sân nhà, trong tư thế như bị ai đó bẻ cổ. Những chú gà trống to trong sân cũng vậy, không biết ai đã làm ra chuyện này. Bước vào trong nhà không có lấy một bóng người. Cha mẹ tôi không biết họ đã đi đâu, chỉ có một vũng máu khô trên mặt đất. Tôi vội vàng lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy manh mối nào. Tôi buồn đến mức không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Cha mẹ tôi đều mất tích, tôi sợ rằng họ lành ít dữ nhiều. Rốt cuộc là ai? Ai lại muốn hại gia đình chúng tôi? Tôi hét lên điên cuồng. Lúc đầu tôi nghĩ là do bà già kỳ lạ đó, nhưng bây giờ rõ ràng là không phải. Chẳng nhẽ là chú Vương? Tuy rằng chú ấy có chút đáng nghi, nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Người phụ nữ đột ngột quay người bỏ đi. Tôi rơi vào trạng thái hỗn loạn, vội vàng bước theo cô ấy rời đi. Cô ấy đạp cửa xông vào nhà hàng xóm cạnh nhà tôi. Sau khi tìm kiếm xung quanh, hàng xóm của tôi, gia đình mọi người cũng mất tích. Liên tiếp cả mấy nhà đều như vậy. Toàn bộ dân làng chỉ trong một đêm đều đã biến mất. Làm sao chuyện này có thể? Tôi đờ đẫn cả người không tin nổi. Người phụ nữ đột nhiên túm lấy phía sau cổ áo tôi, lôi tôi lên sau núi. Cô ấy khỏe đến mức xách tôi như đang xách cổ một con gà con vậy. Cô ấy đi rất nhanh. Không bao lâu đã đến khu núi mộ. Người phụ nữ bước đến trước mộ ông nội tôi, vẩy tay một cái, nắp quan tài liền bật mở. Cô làm cái quái gì vậy? Tôi hét lên trong phẫn nộ. Cô ấy phớt lờ tôi và lại vẩy tay tôi một lần nữa khiến nắp quan tài bật bắn ra ngoài. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ chiếc quan tài, toàn xác chết của rắn, bò cạp, rết. Chúng giống như bị giết bởi một thứ gì đó có bộ móng vuốt sắc nhọn. Phía giữa quan tài có xác chết của một con mèo giống như đã chết khô từ rất lâu. Tôi chắc chắn con mèo đen này là con tôi gặp ở túp lều trên núi đêm qua. Người phụ nữ nhẹ nhàng vẩy tay, con mèo đen liền bay ra khỏi quan tài lơ lửng trước mặt người phụ nữ. Khi con mèo đang chuẩn bị tới gần cô ấy, đột nhiên hai mắt lóe sáng và để lộ ra bộ móng vuốt sắc nhọn. Răng nanh trong miệng cũng lập tức biến thành răng nanh. Con mèo đen muốn vồ lấy người phụ nữ, thế nhưng cô ấy lạnh lùng và chỉ tay vào con mèo đen. Đoàng, một âm thanh lớn nổ ra, đầu con mèo đen nổ tung. Một làn khói đen lớn bốc lên từ cơ thể con mèo đen, ngay lập tức bao trùm lấy người phụ nữ. Cảnh tượng này khiến tôi sợ hãi và vô cùng lo lắng. Tôi muốn giúp đỡ nhưng không dám đến gần đám khói đen đó. Một tia lửa xuyên qua lớp khói đen đặc. Một luồng gió mạnh thổi qua thổi bay lớp khói đen đặc kịt. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra có một đốm đen giữa lông mày của người phụ nữ. Lúc này, cô ấy cau mày và có chút tức giận. Khá khen cho ngươi, ngươi quả thật là tàn nhẫn. Để dù ta ra khỏi núi, ngươi lợi dụng tiếp cận đối phương, rồi lại dùng con cháu của chính mình làm mồi nhử ta. Thật là vất vả cho ngươi tính toán nhiều năm như vậy. Thật khó để thu xếp nhiều thứ như vậy. Vừa dứt lời, người phụ nữ một lần nữa nắm lấy cổ áo tôi, khuôn mặt lạnh lùng, kéo tôi về khe núi phía sau ngọn núi. Khi đến ngôi miếu hoang đổ nát ở lưng núi, người phụ nữ thô lỗ ném tôi xuống đất, rồi khua bàn tay hất đổ cái bàn xuống đất. Lúc này tôi mới phát hiện phía dưới chân bàn còn có một ngôi mộ nhỏ bằng đất. Ngôi mộ nhỏ bằng đất đã được đào lên gần hết. Khuôn mặt của người phụ nữ càng thêm lạnh lùng. Tôi thấy sự tức giận và phẫn nộ trong ánh mắt của cô ấy. Nhiệt độ trong ngôi miếu đang giảm xuống nhanh chóng. Tôi bất giác nhận ra rằng cô ấy không hẳn đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi thận trọng một chút một. Cô muốn làm gì tôi? Người phụ nữ lạnh lùng nhìn tôi và nói, ông nội cậu là người gác núi của tôi, nhưng ông ấy đã phản bội và lấy đi món đồ của tôi. Cậu là cháu của ông ấy, cậu có thể bù đắp cho những sai lầm của ông ấy. Từ giờ cậu là của tôi. Nói xong, người phụ nữ đột nhiên rên rỉ, toàn thân run lên bần bật. Khoảng giữa hai lông mày của cô ấy hiện ra một thứ gì đó. Một họa tiết quái dị màu đen khiến gương mặt của cô ấy lộ rõ vẻ đau đớn. Người phụ nữ loạng choạng ngồi bệt xuống phía sau và nhắm mắt lại, như thể cô ấy đang sử dụng nội công chống lại thứ đó. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy nhưng tôi biết đây là cơ hội trốn thoát của mình. Khi tôi đang định rời đi một cách lặng lẽ, giọng nói lạnh lùng của cô ấy vang lên sau lưng tôi. Nếu cậu dám bước ra khỏi ngôi miếu hoang này, tôi sẽ giết cậu.
Tôi dừng lại và không dám cử động. Tôi liền ngồi xuống đất. Mặc dù tôi ghét cảm giác bất lực này, nhưng tôi có thể làm gì đây? Đúng lúc này, một giọng nói kỳ lạ từ bên ngoài miếu hoang vang lên. Nghe thấy âm thanh, đầu tôi tê dại và đau nhức. Một bầy chuồn cách đó không xa đang lao đến phía ngôi miếu hoang. Con dẫn đầu là một con da vàng, béo ú, dài 5 feet. Những con chuồn da vàng này nhảy lên, trong đôi mắt nhỏ lóe lên một tia sáng kinh hãi, không ngừng kêu ríu rít như thể chúng đang kêu gọi người thân, bạn bè đến. Tôi vội chạy trốn sau người phụ nữ. Lúc này, chỉ có ở bên cạnh cô ấy, tôi mới cảm thấy được cảm giác an toàn. Đối mặt với những con da vàng béo ú đang tập trung bên ngoài, người phụ nữ vẫn tỏ ra bình thản và thờ ơ. Lúc này, con da vàng mũm mĩm đi đầu xông vào chỗ chúng tôi, đanh giọng nói, Linh giao cô nương, tổ tiên tôi xin phép cô nương cho đi qua. Người phụ nữ không đáp lại. Con chuồn da vàng mập mạp nheo mắt, sắc mặt khó coi, nói, tổ tiên tôi đã biết cô bị tên cáo giả Khương Chính Nam lừa rồi, hiện không có người gác núi ở đây. Nếu cô không muốn giữ thể diện của mình, thì chúng tôi chỉ còn cách mạo phạm thôi. Nghe vậy, người phụ nữ từ từ mở mắt ra, lạnh lùng nhìn con chồn da vàng mập mạp, nói, ngươi muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt lấy khu núi này, ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách hay sao? Ai nói với ngươi ở đây không có người gác núi? Vừa dứt lời, người phụ nữ cầm ngọn đèn dầu lên dúi thẳng vào tay tôi, lạnh lùng nói với tôi, mau giết chúng đi. Sao cơ? Bảo tôi đi giết chúng ư? Mặt tôi tái mét, khóe miệng giật giật liên tục, tôi run rẩy cầm ngọn đèn dầu cũ kỹ trong tay. Ngay cả những thứ khác tôi cũng không dám, sao tôi có thể đối phó được với mấy con chồn da vàng, béo ú, dài hơn 5 feet này chứ? Hắn trừng mắt nhìn tôi, không nói gì, ánh mắt hận thù như muốn nuốt chửng tôi vậy. Ngài chồn, tôi có thể đi qua hay đụng chạm vào chỗ nào không? Tôi không thể u tối run giọng nói. Thứ da vàng mập mạp này lộ ra vẻ khinh bỉ coi thường tôi, trong đôi mắt nhỏ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Giọng nói gay gắt nói, Linh giao cô nương, thất lễ rồi. Vừa dứt lời, con chồn đầu đàn liền chỉ tay ra hiệu cho đàn chồn mập mạp vung móng vuốt xông lên. Đàn chồn từ phía sau lao lên muốn chiếm lấy ngôi miếu hoang. Mau nhỏ máu của cậu vào ngọn đèn dầu, mau lên. Linh giao lạnh lùng nói. Lúc này tôi thần hồn nát thần vía, nghe xong lời Linh giao nói mà không chút do dự. Tôi liền lập tức làm theo, cắn đầu ngón tay và vấy máu lên ngọn đèn dầu. Giết nó. Ngọn lửa của đèn dầu đột nhiên bùng cháy dữ dội. Cùng lúc đó, Linh giao cô nương đột nhiên thổi lửa về phía đàn chồn. Phù, phù, phù. Một ngọn lửa lớn bùng lên xen lẫn tiếng la hét và than khóc đau đớn. Nhiều con chồn không kịp chạy thoát đã bị cháy xém thành than đen, mùi khét rất kinh tởm. Ngọn lửa đèn dầu bùng lên sáng rực nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó lại trở về trạng thái bình thường. Xác chồn nằm la liệt trên mặt đất. Tôi cứ tưởng cảnh tượng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Những con chồn bên ngoài của cũng không dám bước vào. Con đầu đàn da vàng mập mạp nói, chính là do tên Khương Chính Nam khiến ta không thể nhỏ máu của mình vào ngọn đèn dầu linh thiêng này. Quát con, ngươi là ai mà dám ở đây? Tôi không phản ứng lại, Linh giao cô nương nói với tôi bằng một giọng lạnh lùng, mau thổi lửa trên ngọn đèn dầu thiêu cháy chúng đi. Ngay khi người phụ nữ vừa ngắt lời, cả đàn chồn lập tức liền quay đầu bò chạy. Trước khi đi, hắn còn để lại một lời nhắn nhủ đanh thép và đầy phẫn nộ. Quát con, ngươi chết chắc rồi. Ngươi giết chết rất nhiều con cháu của dòng họ nhà ta. Tổ tiên ta nhất định sẽ không để ngươi được sống yên ổn. Tôi nghe xong sợ đến mức nghẹt thở và muốn chửi bậy thật to. Chết tiệt, ban nãy rõ ràng là người phụ nữ này ra tay, vậy mà lại đổ hết tội lên đầu của ta là sao? Tôi liếc nhìn Linh giao cô nương có chút khó chịu, người phụ nữ lại nhắm mắt làm ngơ, thờ ơ nói, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, cho dù tôi không ra tay thì cậu cũng không thể thoát ra khỏi khu núi này. Những tên đó nếu đã nói vậy thì thật sự sẽ không bỏ qua cho cậu. Nếu không muốn sống nữa thì cậu có thể ra ngoài thử xem sao. Nghiêm túc mà nói, tôi thực sự muốn sử dụng cái ngọn đèn dầu trên đầu cô ấy một lúc. Nhưng suy nghĩ lại nếu tôi thực sự làm vậy thì khả năng cái kết tôi nhận lại sẽ rất bi thảm. Cuối cùng tôi đã từ bỏ ý định. Cô có thể kể cho tôi nghe về chuyện của ông nội tôi không? Tôi không thể tin là ông nội đã làm ra chuyện đó. Bố tôi nói rằng ông tôi chỉ là giả chết để tránh kẻ thù thôi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Có phải là cô đã hiểu lầm gì đó không? Tôi không chịu được mà nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Còn nữa, bố mẹ tôi chắc sẽ không sao chứ, ngay cả dân làng cũng biến mất rồi. Chuyện to như vậy chắc hẳn cô cũng biết chút manh mối hoặc điều gì đó chứ. Tôi có thể đáp ứng với bất kỳ điều kiện nào cô đưa ra. Cô có thể. Im miệng, Linh giao cô nương lạnh lùng nói, đừng quấy rầy tôi, đừng nhảm nhí nữa, mau im đi. Tôi vừa tức vừa giận, nhìn chằm chằm cô ấy, trong lòng thầm chửi rủa cô ấy. Tôi nói lại một lần nữa, được thôi. Đàn ông như tôi không đôi coi với phụ nữ, tôi sẽ nhẫn nại một chút.
Cái hình hoa văn màu đen kỳ lạ ở giữa lông mày của người phụ nữ dường như đang to ra, sắc mặt cô ấy càng thêm tái nhợt. Thỉnh thoảng nét mặt nhăn nhó lộ vẻ đau đớn khiến tôi cảm thấy có chút đáng thương. Trong lòng tôi cũng nguôi ngoai cơn giận và có chút lo lắng cho người phụ nữ này. Tối qua tôi không ngủ được, đến hôm nay cũng gặp rất nhiều chuyện khiến tôi kích động, khiến tôi kiệt sức. Tôi ngồi sụp xuống bên cạnh cột trụ ở miếu hoang mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi bao lâu, khi tỉnh dậy tôi cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy có chút châm chích, ngứa gian ở cổ tay. Bên ngoài trời đã sáng, đôi mắt ngáy ngủ, tôi nhìn kỹ cổ tay thì thấy có chút máu đỏ đang rỉ ra ngoài. Vết giang nhỏ trên cổ tay hằn sâu hơn. Chết tiệt, người phụ nữ đó chắc lại hút máu tôi rồi. Nếu tôi tiếp tục ở lại, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ hút sạch máu tôi và thành cái xác khô. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Lúc này, người phụ nữ đó đang không ở trong ngôi miếu hoang. Đây là cơ hội tốt để trốn thoát. Không biết bên ngoài có con trùng mập mạp nào hay không? Hay ra, nghĩ quá nhiều rồi. Phải mau chóng đi ra ngoài xem sao. Ngay khi tôi đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi nơi này, một tiếng chuông lanh lảnh từ bên ngoài ngôi miếu hoang vang lên. Tôi ngó nghiêng một chút thì phát hiện Linh Giao cầm theo một chiếc ô và mấy con chim rừng cùng với một chút cỏ dại quay về. Tôi thở dài, cũng có chút lười đứng dậy bèn dựa vào cột giả chết. Linh Giao ném mấy con chim rừng xuống và nói tôi nhổ lông rồi nấu chín chúng. Còn cô ấy từ phía sau ngôi miếu hoang mang lên một cái nồi đất. Sau đó ném tất loại cỏ dại đó vào trong cái nồi đất, hình như cô ấy đang muốn đun thuốc. Cái hình hoa văn kỳ lạ giữa lông mày của cô ấy vẫn còn đó, nhưng nó có vẻ đã mờ đi một chút. Tôi không biết liệu thứ đó có ảnh hưởng gì đến cô ấy không. Tôi đói rồi, tôi vội làm sạch mấy con chim rừng rồi cho chúng lên lửa nấu chín. Sau khi nó được nấu chín, tôi cũng mặc kệ cô ấy, trực tiếp cắn xé mấy con chim. Linh Giao đang quan sát mùi hăng bốc ra từ cái nồi, tôi cũng không biết đó là loại thuốc gì. Sau khi đợi tôi ăn no, cô ấy chỉ vào nước thuốc mới đun sôi và nói với tôi, cậu mau uống hết chỗ thuốc này đi. Cơ thể cậu đang bị suy nhược, những thứ này có thể làm cho cơ thể cậu trở nên khỏe hơn. Lại còn nói như vậy, nếu không phải do cô hút máu của tôi, cơ thể tôi có thành ra thế này không? Tôi cau mày nhìn thứ nước thuốc đen ngòm trong chiếc nồi đất đó. Tôi ngập ngừng nói, tôi không uống có được không? Tùy cậu, cô ấy trả lời một cách lạnh lùng, nói với tôi, nếu không uống cậu chỉ có thể sống lâu nhất là một tháng. Một tháng sau, nếu bị tà ma ác quỷ nhập vào cơ thể, dù không bị hút hết sinh khí mà chết thì cũng sẽ trở thành xác sống. Cô ấy chưa dứt lời tôi đã vội bê nồi lên uống một ngụm thật to. Thứ thuốc quả thật khó nuốt, có vị đắng, chua và có mùi hôi thối sộc lên. Bụng tôi đau nhói và tôi gần như nôn mửa. Tuy nhiên, mặc dù khó uống, nhưng thứ nước thuốc kỳ lạ này lại có tác dụng. Cơ thể tôi đột nhiên trở nên ấm áp và tôi cảm thấy rất thoải mái như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Người phụ nữ này cầm lấy tay tôi và trực tiếp cứa vào cổ tay tôi, khiến cho máu chảy vào ngọn đèn dầu. Từ nay về sau, mỗi ngày hãy dùng máu của cậu để nuôi sống ngọn đèn dầu này. Coi như là phúc phần cậu được hưởng rồi. Linh Giao nói với khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ vì kế hoạch của ông nội cậu đã khiến tôi gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Tên điên ở phía nam ngọn núi sẽ nhân cơ hội này mà ra tay với tôi. Tôi sẽ dạy cậu một số thủ thuật. Khi hắn đến cậu hãy thay tôi đối phó với hắn. Mấy con trồn mập ú đêm qua đã khiến tôi choáng váng không chịu nổi rồi. Nếu lại xuất hiện thêm một con to khỏe hơn nữa thì tôi làm sao có thể đối phó đây? Tôi hay là chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Giọng tôi run run, nói, nếu đã biết sẽ có những tên cặn bã đó đến tìm kiếm chúng ta gây rắc rối, vậy tại sao còn ở lại đây làm gì? Ánh mắt của Linh Giao chợt lóe lên một màu sắc kỳ lạ. Cô nhẹ nhàng nói, tôi không thể rời đi, ở đây quá xa, mà cũng không thể ở lại đây quá lâu. Trừ khi, thôi bỏ đi, nói với cậu cũng vô ích thôi. Sau này cậu sẽ biết đầu đuôi sự việc. Tôi còn có thể nói gì nữa? Tôi tiện hỏi cô ấy về chuyện của ông nội và cha mẹ tôi. Cô ấy quay sang nhìn tôi tỏ vẻ có chút khó chịu. Tình trạng sức khỏe của tôi không được tốt, chỉ có thể cố gắng chịu đựng trong một tháng. Nếu lâu hơn sức khỏe tôi sẽ dần cạn kiệt. Đến ngày 15 tháng 7 âm lịch chắc chắn sẽ gặp một số rắc rối. Tốt hơn là trong một tháng này cậu nên nhanh chóng học được tất cả các kỹ thuật mà tôi đã dạy cho cậu đi. Đến lúc đó nên cậu không giúp được gì cho tôi, thì không chỉ có tôi gặp rắc rối mà ngay cả cậu cũng không giữ được tính mạng chứ đừng nói đến việc đi tìm ông nội và bố mẹ cậu. Khi cô ấy nói điều này, tôi cảm thấy cô ấy đang đe dọa tôi. Tôi có chút bực mình nhưng bất lực không thể làm gì. Máu của cậu và chiếc đèn này cực kỳ tương thích với nhau. Tôi nghi ngờ trong người cậu cũng chảy dòng máu thần bí của gia đình họ Khương cậu. Ông nội cậu không bằng một phần vạn của cậu. Tôi bảo đảm sẽ dạy cậu mọi thứ. Cậu tốt nhất nên sớm thực hành để quen dần đi. Từ ngày hôm đó trở đi, tôi đều ăn uống ngủ nghỉ ở đây. Tôi cũng đã nghĩ đến việc chạy trốn,
Nhưng sau khi ra khỏi ngôi miếu hoang khoảng hơn 100 mét, tôi bắt gặp vài con chồn da vàng to lớn đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt lạnh lùng và hung bạo. Dọa tôi sợ đến mức vội vàng chạy quay về ngôi miếu hoang. Tinh Dao đã dạy tôi rất nhiều thủ thuật kỳ lạ, một số thì dạy tôi cách sử dụng lá bùa, một số là dạy tôi vẽ những lá bùa khác nhau. Quả thật, như cô ấy nói, tôi học rất nhanh, có thể tôi là do trong người tôi mang dòng máu này nên tiếp thu rất nhanh, hoặc cũng có thể là do một số lý do khác. Tôi thấy Linh Dao cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Ánh mắt kỳ quái nhìn tôi khiến tôi sờn cả gai ốc. Lẽ nào đó là ý trời? Linh Dao lẩm bẩm một cách thần bí, nói, trong họa có phúc, có lẽ đây thực sự là cơ hội của tôi rồi. Tôi không biết cô ấy đang nói gì nhưng tôi nhận thấy rằng lượng thuốc mà cô ấy bắt tôi uống đang tăng lên mỗi ngày. Lượng máu dùng để nuôi sống ngọn đèn dầu cũng tăng lên không ngừng. Ngay cả khi cô ấy hút máu ở cổ tay tôi, thỉnh thoảng tôi cũng không cảm thấy thoải mái. Ngày 15 tháng 7 âm lịch đang đến gần, tình trạng sức khỏe của Linh Dao càng trở nên nặng hơn. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, một lớp sương mù xám xịt bao quanh cô ấy, thân thể yếu ớt xuất hiện cả ảo giác. Một tháng quen nhau đã khiến trong lòng tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy. Ngoài sự lạnh lùng, cô ấy thực sự khá tốt với tôi. Vào đêm ngày 14 tháng 7 âm lịch, Linh Dao ngồi thiền trên nền đất, cơ thể khẽ run lên, khuôn mặt tái nhợt đau khổ và hình hoa văn đen xì giữa hai lông mày đã mờ đi. Thế nhưng rất nhiều hoa văn màu đen khác dường như từ trong người cô ấy điên cuồng tràn lên khắp cơ thể, hằn lên khuôn mặt của cô. Toàn bộ cổ, cánh tay và toàn bộ cơ thể của Linh Dao giống như bị trói bởi những thứ hoa văn đen xì đó. Thân thể của cô ấy càng rơi thêm vào trạng thái hư ảo. Tôi run sợ, lo lắng đến mức chạy đến đặt tay tôi lên sát miệng cô ấy, vội vàng nói, uống máu của tôi có giúp cô giảm đau không, mau hút máu tôi đi. Linh Dao không cắn cổ tay tôi, lắc đầu một cách khó khăn và nói với giọng yếu ớt, sẽ ổn thôi. Tôi chỉ cần sống sót qua đêm nay và đêm mai là được. Đừng có chạm vào tôi. Sau khi nói xong, Linh Dao dường như đã kiệt sức, toàn thân sức lực cạn kiệt, cô nhắm mắt lại và không thốt ra thêm được lời nào nữa. Đột nhiên, từ bên ngoài ngôi miếu hoang vang lên tiếng xào xạc và tiếng bước chân. Đám chồn béo ục ịch đó lại đến rồi. Số lượng con chồn đến nhiều hơn lần trước. Tuy nhiên, lần này chúng có vẻ thông minh hơn. Chúng không những đến một mình mà còn dẫn theo một số lượng lớn bọ cạp, rết và các loại rắn độc khác tiến về phía ngôi miếu đổ nát, rõ ràng là dùng chúng để làm bia đỡ đạn. Tôi trong lòng đầy lo lắng, cầm chiếc đèn dầu trên tay và khai triển các thủ thuật mà Linh Dao đã dạy tôi trước đây. Tôi cắn đứt đầu ngón tay, để máu nhuộm đỏ ngọn đèn dầu khiến cho lửa bùng cháy dữ dội. Sau đó tôi cắn đầu lưỡi và phun máu về phía ngọn lửa đang bốc cháy. Trong tích tắc, ngọn lửa phun về phía những con rắn độc, bọ cạp và rết khiến chúng bị thiêu rụi thành cho bụi đen xì. Lão tiên xem ngươi còn bao nhiêu máu có thể phun ra như vậy. Thứ chồn vàng mập mạp bên ngoài miếu hoang nói vọng vào với giọng đanh thép và chua chát. Đêm nay khi cánh cửa địa ngục mở ra, Linh Dao nhất định sẽ rất yếu, khó mà chống cự nổi. Chỉ dựa vào chút sức lực của tiểu tử nhà ngươi, cô ta hẳn chỉ có mơ mới thoát được thôi. Những con rắn độc, rết và bọ cạp không ngừng lao tới. Tôi không biết tất cả những thứ ghê tởm này đến từ đâu trong ngọn núi phía sau kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù có sử dụng hết máu trong cơ thể cũng không thể giết chết hết được chúng. Tôi nghiến răng, sau đó dùng ngón tay nhanh chóng vẽ một lá bùa bằng máu. Đây là một trong những lá bùa mà Linh Dao đã dạy cho tôi. Thực ra tôi luôn tự hỏi tại sao Linh Dao lại hiểu được những thủ thuật này. Không phải những việc này chỉ có đạo sĩ mới làm được sao? Danh tính của Linh Dao là một bí ẩn. Cô ấy chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì về cô ấy với tôi. Tôi dùng máu để thu hút sấm sét thể hiện quyền uy của bầu trời. Trong khoảnh khắc, lá bùa huyết huyễn hóa thành một đạo hồng quang xuyên ra khỏi ngôi miếu vỡ nát. Bùm bùm bùm. Trong màn đêm đột nhiên vang lên tiếng sấm to đùng, tia chớp màu xanh từ trên trời rơi xuống đánh thẳng vào đám chồn da vàng cùng với tiếng hét sợ hãi vang lên làm náo loạn hết cả. Con đầu đàn da vàng mập mạp dùng mình cuộn mình lại giống như một viên thịt khổng lồ kiên cường chống lại tia sét. Tiếng hét đau đớn ngày một to lên. Một số con không chống đỡ được, bộ lông trên người đã bị cháy xém đen xì. Những con rắn độc, rết và bọ cạp bị những con chồn thao túng điều khiển đều nhân cơ hội này mà tản ra các hướng chạy trốn. Trong tích tắc, đều biến mất không thấy cả hình lẫn bóng đâu nữa rồi. Sấm chớp từ trên trời rơi xuống chỉ kéo dài trong vài giây, sau đó lại trở về trạng thái ban đầu, xung quanh trở nên im lặng chết chóc. Con chồn đầu đàn quay ngoắt lại nói, thủ thuật thu hút sấm sét là do Linh Dao đã dạy cho ngươi phải không? Cô ta đã thất hứa và tự mình tìm đến cái chết. Chết tiệt, chết tiệt. Một giọng nói sắc bén và chói tai vang lên. Đàn chồn hét lên hưởng ứng trong sự phẫn nộ. Một bóng người thô thiển từ xa xuất hiện, chậm chậm từng bước tiến lại về phía ngôi miếu hoang. Đó là một lão già đang chống nạng run rẩy bước từng bước, dường như lão có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Có thể chính là một con chồn đã biến hóa thành ông lão để lừa chúng tôi.
đầu tôi tê dại, tim đập dữ dội và tôi có cảm giác bị khống chế một cách không thể giải thích được. Tôi nhìn chằm chằm vào lão già, không biết những mánh khóe và thủ thuật mà trong tháng vừa rồi tôi đã học được liệu có thể đối phó với lão già ra vào này không. Tôi thực sự không có chút niềm tin nào đối với bản thân mình. Lão tiên, con chồn đầu đàn nói với lão già, Linh Giao, cô ta đã dạy tiểu tử đó kỹ thuật tia sét. Cô ta đã tuyên thệ ngay từ đầu rằng, bang, một âm thanh lớn vang lên. Cái đạp mạnh của lão già mạnh đến nỗi đá văng con chồn đầu đàn ra xa. Đàn chồn con thấy vậy liền run rẩy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Một đám rác rưởi. Ông lão liếc nhìn những tên chồn da vàng một cái rồi đi về phía ngôi miếu hoang đổ nát. Mau đứng lại. Tôi lo lắng cầm lấy ngọn đèn dầu lo lổ dưa lên và nhìn chằm chằm vào lão. Run giọng nói, nếu ông dám tiến lên một bước, hậu quả ông sẽ tự chuốc lấy. Lão già dừng ở ngoài cổng bình thản nói, chỉ dựa vào vài thủ thuật của tiểu tử ngươi thì không thể làm được gì ta đâu. Vừa dứt lời, lão già liền từng bước tiến vào trong ngôi miếu. Tôi không chút do dự liền phun máu ra. Màn sương máu nhuộm màu ánh đèn dầu đột nhiên hóa thành ngọn lửa lớn bay về phía lão già. Nhưng lần này, dường như không có tác dụng gì. Trong ngọn lửa cuồng nộ, lão già đứng đó cười một cách đắc ý mà không bị một chút tổn thương nào. Sau đó lão từ từ bước ra khỏi ngọn lửa đang cháy rực và tiến tới trước mặt tôi. Ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm tôi và nói, quả thực máu của ngươi có chút đặc biệt, chẳng trách Linh Giao lại coi trọng ngươi và dạy ngươi những kỹ thuật này. Tuy nhiên, xét cho cùng, ngươi cũng chỉ mới học được một chút, quá nông cạn rồi. Sau khi dứt lời, lão không để tôi lên tiếng đã tung ra một cú đá nhanh như chớp đạp vào người tôi. Tôi không kịp né tránh, khoảnh khắc đó, tôi cảm giác giống như bị một con bò điên húc vào người. Lão loạng choạng quay lại với một tiếng cào nhàu. Sau khi đá tôi, lão già phớt lờ tôi và bước đến chỗ Linh Giao. Sau khi đứng trước mặt Linh Giao, lão nở một nụ cười tự mãn. Thân là thuần âm, lão tiên ta đã trên cơ ngươi bao năm. Ta tưởng rằng không có cơ hội nữa, nhưng chính tên Khương Chính Nam cáo giả đó lại âm thầm mưu hại ngươi. Quả thật là cơ hội trời cho. Đợi sau khi ta bắt giữ được ngươi, lão tiên ta không phải ẩn náu ở phía núi Nam xa xôi, không có nơi nào để đi như trước đây nữa. Vừa nói, lão vừa vươn bàn tay khô khốc của mình ra, trong ánh mắt hiện lên những tia máu tham lam. Lão đang định nắm đầu Linh Giao. Mau tránh ra. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Máu trong người tôi sôi lên, lao về phía lão như điên. À thế à. Một âm thanh lớn vang lên. Tôi lại bị hắn đá bay xa vài mét. Cái tốc độ và sức lực của lão nhanh mạnh đến mức khiến tôi không thể lại gần. Đợi lão tiên ta khống chế được người phụ nữ này, ta sẽ giải quyết tiểu tử nhà ngươi. Ngươi đã giết rất nhiều con cháu của ta, ta nhất định sẽ không để ngươi được sống yên ổn, khó mà xua tan được nỗi hận trong lòng con cháu ta. Da thịt ngươi mềm, khí huyết dồi dào, đúng lúc có thể có tác dụng bồi bổ cho cơ thể của ta. Vừa nói xong, lão già mỉm cười và đặt tay lên đầu của Linh Giao. Thôi chết, Linh Giao gặp chuyện rồi, tôi cũng khó thoát khỏi chuyện này. Lúc này tôi điên tiết muốn bùng lên, trong lòng nảy sinh suy nghĩ kỳ quái giống như lão già này. Khi tôi đang trừng mắt nhìn hắn và muốn bất chấp mọi thứ lao vào một lần nữa thì âm thanh đột nhiên thay đổi. Vẻ mặt tự cao tự đại của lão ban nãy đột ngột biến thành một cơn sốc, tức giận và hoảng sợ. Sắc mặt lão thay đổi liên tục một cách phức tạp. Hóa ra là Linh Giao, người vốn dĩ bất động như một khúc gỗ ngồi trên nền đất lúc này lại từ từ mở mắt ra nhìn chằm chằm lão già. Ngươi thật là bất cẩn. Khoảnh khắc Linh Giao lạnh lùng nói, sắc mặt lão thay đổi hẳn và lão muốn quay người bỏ chạy. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tiếng dao sắc bén đâm vào da thịt vang lên. Bàn tay của Linh Giao ngay lập tức xuyên vào trái tim của lão già. Lão già hét lên trong đau đớn. Lão dùng chiếc nạng trong tay muốn đập thẳng vào đầu của Linh Giao. Linh Giao nghiêng đầu để né tránh nên đã bị đập một nhát rất mạnh vào vai. Cơ thể Linh Giao run lên dữ dội và thân thể cô ấy dường như càng trở nên hư ảo hơn. Mau phong ấn hắn bằng lá bùa đi. Linh Giao vội nói với tôi. Tôi lập tức lấy lại tinh thần, dùng ngón tay với máu của mình và vẽ ra một lá bùa. Mờ u tăm tối, vĩnh viễn khép lại ánh sáng, phong ấn thể xác, phong ấn linh hồn. Lá bùa máu lập tức chuyển động và nhập vào trong cơ thể của lão già. Cơ thể ông lão co cứng lại, vặn vẹo run lên một hồi, quần áo liền rơi xuống đất. Trong nháy mắt lão già đã biến về thành hình dạng ban đầu là một con chồn mập mạp khổng lồ. Con chồn khổng lồ gục trên mặt đất và không ngừng co giật. Trái tim của hắn bị Linh Giao dâm xuyên thủng đang rỉ máu, nhưng hắn vẫn đang thoi thóp chưa chết hẳn. Linh Giao cũng trong trạng thái gắng gượng hết sức, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Rigid, đám chồn da vàng bên ngoài đang la hét điên cuồng. Dưới sự chỉ đạo của con đầu đàn béo vịt, dường như chúng muốn xông vào giải cứu lão tiên. Tôi thấy vậy liền túm hai chân hắn xốc ngược lên, hướng ra bên ngoài ngôi miếu hoang hét lớn. Nếu các ngươi còn dám tiến thêm một bước, ta sẽ lột da hắn đem đốt thắp đèn trời.
Quả nhiên chiêu này thực sự có hiệu quả. Những tên chồn mập mạp đó đều chỉ dám đứng chôn chân bên ngoài ngôi miếu vỡ nát. Chúng lo lắng sợ hãi và không dám xông vào. Một tên chồn vàng mập mạp phẫn nộ nhảy lên liên tục. Hắn hét lên trong sự giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, nếu ngươi dám động vào một sợi lông của lão tiên, ta đây sẽ..." Cút! Lão tiên gầm gừ yếu ớt hét lớn vào đám chồn vô dụng. Con chồn đầu đàn mập mạp phẫn nộ nhìn tôi đầy căm ghét. Hắn do dự một lúc, rồi vẫy tay ra hiệu cho đám chồn con cùng rời đi. Lão bị thương nặng không thèm để ý đến tôi, quay sang nói với Linh Giao: "Linh Giao cô nương, lần này tôi nhận thua. Mấy người có thể chém giết tôi sao cũng được, chỉ xin mấy người hãy tha cho con cháu của tôi." Ha ha! Linh Giao phớt lờ lời của lão, mệt mỏi và yếu ớt nói với tôi: "Mau lại đây." Tôi ném hắn xuống đất và nhanh chóng đi đến trước mặt Linh Giao. Tôi chưa kịp hỏi thì cô ấy đã cắn vào cổ tay tôi và hút máu của tôi. Tôi đã quen với kiểu đau đớn châm chích này nên không phản ứng lại. Tuy rằng không biết tại sao cô ấy luôn muốn uống máu của tôi, nhưng có một điều chắc chắn rằng hiện tại ít nhất như vậy có thể làm giảm nỗi đau trên cơ thể của cô ấy. Lão tiên nhìn cảnh này cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, một cái nhìn cực kỳ sốc và không thể tin được. "Ngươi, hai ngươi..." Lão tiên run giọng nói, "hai ngươi đã giao ước máu. Ngươi là ai? Sao cô ấy có thể giao ước máu với ngươi trên? Ngươi có biết cô ấy không?" "Câm miệng." Linh Giao trầm giọng nói, "nếu ngươi muốn giữ lấy cái mạng già của mình, từ nay về sau không được phép nói nửa lời." Lão tiên câm nín sợ hãi và không dám nói thêm bất cứ điều gì. Tôi tò mò và thắc mắc không biết giao ước máu là gì. Nhưng nhìn Linh Giao có chút miễn cưỡng không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Cho dù có hỏi thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ nói vòng vo không rõ ràng. Một đêm u ám cuối cùng cũng trôi qua. Sáng sớm ngày 15 tháng 7 âm lịch, tôi mơ màng mở mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng. Tên chồn già đó đã trở lại dáng vẻ của ông lão tiên. Lão đang ngồi ở góc phòng trong ngôi miếu hoang nướng thỏ rừng. Ngoài trừ việc tinh thần uể oải, lão trông giống như sắp chết thành cái xác khô rồi. Rõ ràng đêm qua tôi đã nhìn thấy Linh Giao dùng dao đâm một nhát vào tim lão. Tại sao chỉ qua một đêm, lão lại trở về trạng thái ban đầu giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như vậy? Tôi bán tín bán nghi nhìn ông lão. Lão già hình như hiểu được suy nghĩ của tôi, khàn giọng nói, "đừng làm ầm lên. Linh Giao cô nương không cần cái mạng già của ta nữa, nói cách khác chính là cái mạng của ta không còn giá trị nữa rồi." Tôi liếc nhìn Linh Giao đang ngồi thiền ở góc tường nhưng không dám làm phiền cô ấy mà bước đến trước mặt lão tiên, lấy thịt một con thỏ rừng đã nướng chín và ăn hết nó. "Ngươi là cháu trai của Khương Chính Nam phải không?" Lão già lạnh lùng nhìn tôi, trầm giọng nói, "có thể cho ta một ít máu của ngươi được không? Ta muốn nghiên cứu nó." "Đương nhiên, ta sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi. Lão Phu sẽ dùng vàng để đổi lấy máu của ngươi." Tôi phớt lờ, không thèm để ý đến lời lão nói. Lão già xảo quyệt và độc ác, nếu tôi thỏa thuận hợp tác với một người như lão, thế thì cả cuộc đời này của tôi coi như vứt đi. Thấy tôi không đoái hoài gì đến, lão già bèn tiến gần đến bên cạnh tôi, trầm giọng xuống. Lão nói một cách bí ẩn, "ông nội ngươi là người gác núi đã bị Linh Giao hãm hại. Ngươi lại là con cháu của ông ta, Linh Giao nhất định sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho ngươi đâu. Qua đêm nay, sau khi cô ta hồi phục lại sức lực, thì ngươi có thể thoát khỏi cô ta. Hãy suy nghĩ về chuyện này. Hãy phá phong ấn của lá bùa trên người ta, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi nơi đây. Ngươi thấy thế nào?" Tôi nhíu mày nói, "ông trông tôi giống kẻ ngốc hay không? Cứ coi như là thoát được khỏi đây nhưng lại rơi vào tay ông, thì cũng khó mà thoát khỏi nơi đó. Lão Phu thề rằng ta sẽ không bao giờ bạc đãi ngươi. Thôi đi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin kiểu lừa trẻ con như này sao?" Lão già giận dữ trừng mắt nhìn tôi. Không cần nhiều lời nữa, tôi đã bị hấp dẫn bởi những lời nói của lão. Tôi thì thầm nói, "hãy nói cho tôi biết giao ước máu là gì, tôi sẽ xem xét giải lá bùa phong ấn trên người ông và để ông đi." Nghe đến đây, ông lão có chút do dự. Khổ khổ, ngay khi lão già đang định nói điều gì đó, Linh Giao đột nhiên ho nhẹ lên hai tiếng. Ông lão cúi đầu xuống, lập tức giả bộ như đang tập trung nướng thỏ và không để ý đến tôi. Giao ước máu cũng chỉ là một loại giao ước đặc thù bình thường và nó tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ nguy hại gì đối với ngươi. Qua đêm nay giao ước sẽ tự tiêu biến và được hóa giải. Linh Giao nhẹ nhàng nói, "thật sự sẽ như vậy sao? Không phải tôi tự nhiên nhiều chuyện bán tín bán nghi như vậy mà." Khi Linh Giao nói những lời này, tôi thấy sắc mặt của lão già thay đổi, co rúm lại và biểu cảm của lão có chút kỳ quái. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Sau khi ăn uống no nê, tôi bắt đầu luyện tập những thủ thuật mà Linh Giao đã dạy cho tôi. Sau khi lão già nhìn thấy tôi khai triển lá bùa và vẽ các hình thù phong ấn kỳ lạ trên mặt đất, mắt lão mở to, nhìn chằm chằm vào những họa tiết trên nền nhà. Hút sấm, cắt máu, phong ấn linh hồn, 12 phương pháp của đạo giáo Huyền Tông. Đôi mắt của lão giật giật, lẩm bẩm nói, "cô ta muốn làm gì?"
Những điều này đều là bí mật không được phép lưu truyền ra ngoài. Lẽ nào cô ta muốn mượn tay của ngươi để làm gì đó? Nói xong, lão già dường như nghĩ ra một điều gì đó rất khủng khiếp. Trên khuôn mặt già nua hiện lên ánh mắt sợ hãi, hắn dùng mình một cái, vội vàng tránh xa tôi ra vài mét giống như tôi là vật gây xui xẻo đem đến đại họa vậy. Tôi đã quá mệt mỏi để ý đến lão ta, bèn bỏ qua và tiếp tục luyện tập. Một ngày trôi qua thật nhanh, đêm xuống, một màn đêm tĩnh mịch chết chóc bao trùm lên phía ngoài ngôi miếu hoang đổ nát. Tôi đã quen với bầu không khí này nên không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Lão già vẫn đang bị phong ấn ở đây. Trong cái khe núi phía sau ngôi núi này, còn có thứ gì có thể đe dọa đến tính mạng của Linh Giao nữa. Chỉ cần cầm cự qua đêm nay. Quạc, quạc, quạc. Vào đúng lúc này. Bên ngoài ngôi miếu hoang vang lên mấy tiếng kêu kỳ lạ. Sau đó là hàng chục con quạ đen điên cuồng lao vào ngôi miếu kêu gào thảm thiết. Âm thanh vô cùng chói tai. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Khi tôi đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, lão già mặt nhợt ra, ánh mắt hãi hùng nhìn xung quanh, rồi lão vội vàng bỏ vào trong góc tường nằm già chết. Có vẻ như lão cảm nhận được sắp có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi cầm theo ngọn đèn dầu và đứng trước mặt Linh Giao để bảo vệ cô ấy, nhìn chằm chằm vào những con quạ đang bay lượn kêu gào thảm thiết. Mặc dù tôi không biết những con quạ này từ đâu bay đến, nhưng trực giác của tôi cho tôi biết có điểm chẳng lành sắp xảy ra, khả năng là một đại họa sắp ập tới. Khi tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để giết chúng, bùm, bùm, bùm. Đột nhiên mấy con quạ đen nổ tung trên không trung biến thành một màn sương mù dày đặc màu đen bao trùm lên toàn bộ ngôi miếu hoang đổ nát. Tôi đã bị sốc. Cảnh tượng này khiến tôi ảo giác liên tưởng tới cảnh trước đây đã từng xảy ra. Một tháng trước, Linh Giao đã bắn chết con mèo đen và cũng xuất hiện màn sương mù dày đặc màu đen tương tự. Hiện tại màn sương đen đã bao phủ, che khuất mọi ngóc ngách trong ngôi miếu. Khi tôi đang đờ đẫn người không biết phải làm sao, cháu trai, mau ra ngoài. Một giọng nói già nua quen thuộc vọng vào từ bên ngoài ngôi miếu hoang. Đó là giọng của ông nội tôi. Tôi vô cùng hồi hộp. Trong tiềm thức tôi đã định đi theo tiếng gọi bước ra ngoài. Tuy nhiên, vào lúc này, Linh Giao đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, màn sương đen dày đặc bao quanh cô ấy. Nó có vẻ như không làm ảnh hưởng gì đến tôi nhưng đối với Linh Giao lại gây đau đớn không hề nhỏ. Nó đang xâm nhập vào cơ thể cô ấy với tốc độ ngày càng nhanh. Ông nội ơi, ông hãy tha cho cô ấy một mạng. Tại sao ông lại đối xử với cô ấy như vậy? Nhìn thấy những cơn đau đang hành hạ Linh Giao, ruột gan tôi nóng lên, có chút tức giận mà không thể giải thích được. Tôi gào lên định bước ra khỏi ngôi miếu để gặp ông nội. Linh Giao nắm lấy cổ tay tôi. Tay cô ấy có vẻ lạnh hơn trước. Cô ấy nói một cách yếu ớt, nếu ngươi ra ngoài, có lẽ sẽ không giữ được tính mạng đâu. Ông nội thật sự của ngươi tuyệt đối sẽ không phải là dạng người như này. Vì bản thân ông ta mà không tức tính mạng của ngươi. Tôi không thực sự tin những lời Linh Giao nói. Mặc dù ông tôi và tôi không thân thiết lắm nhưng chắc chắn sẽ không làm hại tôi. Cháu trai, bố mẹ con rất lo lắng cho con. Mau ra ngoài cùng ông nội về nhà thôi con ơi. Lời ông nội vọng vào từ bên ngoài. Ông ơi, ông hãy tha cho cô ấy đi ạ. Tôi vội hét ra phía ngoài ngôi miếu. Bên ngoài ngôi miếu hoang đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Sau đó giọng nói lạnh lùng của ông nội vọng vào. Có một số chuyện con không hiểu. Ta sẽ cho con chút thời gian. Nếu con không mau chóng ra ngoài, ta coi như không có đứa cháu trai này. Câu nói của ông nội khiến tôi bàng hoàng. Rốt cuộc là ai? Tôi bất lực không biết làm sao. Đây thực sự là những lời ông nội tôi nói ư? Thật là tàn nhẫn. Khương Chính Nam, lão cáo già này, ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy. Một khi tai họa xảy ra, ngay cả đứa cháu ruột của mình cũng không cần nữa. Két, két, két. Lão già giả vờ nằm chết trong góc vừa cười vừa thì thầm những lời châm chọc. Trông lão vô cùng hả hê, sẵn sàng để xem hài kịch chuẩn bị xảy ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng và làn khói sương mù vẫn dày đặc. Cùng lúc đó, một làn sương máu đỏ sẫm tràn vào từ bên ngoài ngôi miếu đổ nát. Làn sương máu và làn khói đen xì hòa trộn vào với nhau tạo ra một sự thay đổi lớn. Cơ thể Linh Giao đột nhiên run lên, cơn đau đang hành hạ càng thêm dữ dội. Cơ thể mỏng manh mờ nhạt dần và dần trở nên ảo giác. Khuôn mặt tái nhợt của cô ấy lộ ra dấu vết đỏ hồng dị thường của tử khí. Tình trạng của Linh Giao càng ngày càng xấu đi. Tôi rất lo lắng không biết phải làm sao. Lúc này, Linh Giao yếu ớt nói với tôi, Khương Sơn, nếu phải trả một cái giá rất lớn mới có thể cứu được ta, ngươi có bằng lòng không? Đến lúc nào rồi mà cô còn nói những lời như này? Tôi lo lắng nói, cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cứu được cô, tôi sẽ giúp. Cô ấy nhìn tôi một cách lạnh lùng và phức tạp, có chút do dự. Đột nhiên, trái tim của tôi đau nhói. Cơ thể tôi run lên không kiểm soát được. Tôi thẫn thờ nhìn khuôn mặt xanh xao của Linh Giao, rồi từ từ cúi đầu xuống nhìn bàn tay cô ấy đang đâm vào tim tôi. Tại sao cô lại làm vậy?
Tay còn lại của Linh Dao cầm ngọn đèn dầu lốm đốm và dí vào trái tim tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp và nói một cách yếu ớt, thiên mệnh tương linh, linh hồn kết nối. Cậu là cơ hội duy nhất có thể cứu sống tôi, ngày sau nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi thứ tôi, chỉ hy vọng cậu sẽ không oán trách tôi. Khi cô ấy nói những lời này, ngọn đèn dầu lốm đốm đã thấm đẫm máu từ trái tim tôi. Đồng thời, tôi có cảm giác đau nhói ở cổ tay. Ninh Dao lưu lại vết dấu răng trên tay tôi. Lúc này, tôi cảm nhận được cơ thể giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Tôi cảm thấy máu trong cơ thể mình đang chảy rất nhanh, như thể nó đang bị Linh Dao hút một cách điên cuồng. Sắc mặt tái nhợt của cô ấy đột nhiên hồng hào trở lại, thân thể cũng dần ổn định không mờ ảo nữa, ngay cả bộ dáng uể oải cũng biến mất. Một tia sáng lóe lên trong mắt tôi dần trở nên mất nhận thức, tôi có thể nghe thấy tiếng nói giận dữ của ông nội, mấy câu nói châm chọc của lão già và nghe thấy Linh Dao dường như đang nói điều gì đó với tôi. Còn có những tràng tiếng gầm rú não nề như đánh nhau. Phụ nữ càng đẹp càng là kiểu dối trá. Câu nói này không biết là ai đã nói nhưng tôi thấy vô cùng có lý. Ý thức tôi dần chìm vào bóng tối. Tôi đã có một giấc mơ dài, rất dài. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng. Tôi không chết ư? Tôi ngơ ngác một lúc sau đó vội nhìn xuống vị trí trái tim của mình. Tôi nhớ rõ ràng Linh Dao đã đâm một nhát rất mạnh vào tim tôi, nhưng lúc này da ở tim rất mịn và thậm chí đến vết sẹo cũng chẳng có. Chuyện gì thế này? Tôi là người duy nhất nằm trong ngôi miếu hoang đổ nát này. Linh Dao, lão Trồn già, ông nội tôi đâu? Tôi đứng dậy và cử động chân tay một chút, cảm thấy kỳ lạ. Trên người tôi tràn đầy năng lượng, vô cùng khỏe khoắn. Cảm giác giống như tối qua tôi không hề tốn một tí sức nào. Tôi rất hào hứng. Mọi chuyện xảy ra đêm qua cứ như một giấc mơ khiến tôi không thể tin được điều đó. Ngay khi tôi đang thẫn thờ nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, tôi nhìn thấy có một bóng người từ bên ngoài ngôi miếu hoang tiến lại, hóa ra là một tên trồn da vàng mập mạp. Tôi lập tức lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn tên trồn mập mạp, trong tiềm thức chuẩn bị cắn đầu ngón tay để vẽ ra một lá bùa máu. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo khiến tôi choáng váng, sững người. Một con trồn đầu đàn to béo kính cẩn đứng bên ngoài ngôi miếu hoang, chắp hai tay lại nói với tôi, theo mệnh lệnh của lão tiên nhà tôi mang đến cho cậu một chút đồ. Nói xong, hắn liền vẩy tay ra hiệu, vài con trồn da vàng đi tới mang theo một chiếc ba lô lớn, rồi đặt chiếc ba lô ở trước cửa ngôi miếu hoang. Sau khi làm tất cả những điều này, con trồn mập mạp quay người lại chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, lão tiên ngươi bây giờ đang ở đâu? Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Mấy tên trồn mập mạp này trước đây đều hận không thể khiến tôi sống không bằng chết. Vậy mà bây giờ chúng lại thể hiện một phong thái tôn nghiêm, lịch sự với tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy bối rối. Cái quái gì đã xảy ra ở đây đêm qua? Linh Dao và ông nội tôi đâu? Tên trồn mập mạp liếc nhìn tôi một cách kỳ lạ, mơ hồ nói, lão tiên và Linh Dao cô nương sớm đã rời đi rồi. Hình như là đi giải quyết một số chuyện gì đó. Tôi cũng không rõ về ông nội ngươi. Lão tiên cũng không nói gì, chỉ nói rằng ông nội ngươi bị trọng thương nhưng đã trốn thoát rồi. Nói xong, tên trồn mập mạp vội vàng rời đi, như có chút ái ngại với tôi. Tôi do dự một hồi rồi mở chiếc ba lô ra, trong đó có vài bộ quần áo mới và một xấp giấy tờ. Ngoài ra, còn có một mảnh giấy với một dòng chữ viết tay tinh xảo trên đó. Một khoảng thời gian nữa tôi sẽ quay lại tìm cậu. Hãy cẩn thận với ông nội của cậu. Đừng nói với bất cứ ai về chuyện của tôi trong thời gian này. Nếu có chuyện xảy ra, hãy đến cửa hàng ở cuối đường Bích Thanh, Giang Thành để nhờ sự giúp đỡ. Giang Thành nằm ở Lĩnh Nam. Ngày trước tôi có đi học đại học ở Giang Thành, nhưng tôi không có ấn tượng gì với con đường Bích Thanh này, chưa một lần nghe qua hay đi qua cung đường này. Tôi thay một bộ đồ mới và nhanh chóng rời khỏi khu núi này với chiếc ba lô trên lưng. Cha mẹ tôi mất tích, còn ông nội dường như biến thành một con người khác. Chuyện này là một đả kích rất lớn đối với tôi. Tôi quay trở lại ngôi làng nơi mình ở nhưng chỉ thấy ngôi làng đã bị đổ nát hoang tàn. Toàn bộ ngôi làng đã bị phong tỏa. Những người mặc sắc phục cảnh sát canh giữ bên ngoài khiến tôi không thể đến gần. Sau khi đứng nhìn từ phía xa, tôi rời đi trong tâm trạng buồn bã. Tôi đến một thị trấn nhỏ cách làng của chúng tôi không xa và nhìn chằm chằm vào cửa hàng vải liệm ở phía trước. Đó là tiệm vải liệm của lão Vương. Tôi không thể quên được bộ mặt gớm ghiếc của tên khốn già này vào một tháng trước khi hắn cố gắng giết chết tôi. Tôi của bây giờ đã không còn là tên nhát gan như ngày xưa nữa. Tôi có đủ tự tin để đối phó với lão già khốn kiếp này. Suốt cả một ngày hôm nay, tiệm vải liệm không mở cửa. Đêm xuống, đường phố trở nên vắng vẻ hơn. Tôi nhân lúc trời tối trèo qua bức tường lẻn vào sân sau của cửa hàng vải liệm. Chẳng lẽ lão Vương không ở nhà ư? Tôi lặng lẽ đi đến phía cửa sau của tiệm. Cửa không khóa. Một mùi máu tanh nhàn nhạt từ phòng chính tỏa ra, tôi khẽ nhíu mày và đạp mạnh vào cửa phòng chính. Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng chính, đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại sợ hãi.
Lão Vương ở nhà nhưng ông ta đã chết rồi. Ở trung tâm phòng chính, Lão Vương chết trong tư thế ngẩng đầu trên mặt đất với vẻ mặt nhăn nhó, dữ tợn. Đôi mắt lão trợn tròn phẫn nộ. Một thanh gỗ sắc nhọn đâm xuyên thủng từ miệng xuống bụng lão, khiến lão quỳ gục trên mặt đất. Phần da trên ngực và lưng của lão đã bị ai đó xẻ rách. Máu trên mặt đất và trên người lão đã khô cứng lại. Xung quanh là lũ ruồi đầu xanh bao quanh lão. Nó phát ra những tiếng vo ve thật kinh tởm. Ai là người đã ra tay tàn ác với lão như vậy? Sau khi thấy lão Vương như vậy, tôi cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tôi rời đi với một khuôn mặt xám xịt, ảm đạm vì mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp. Ông nội và bà lão quái dị đó đều có quen biết nhau. Bà lão đó cũng đã gọi ông tôi là lão Tám. Rốt cuộc họ có mối quan hệ gì? Bà lão ma quái bị đóng đinh vào chiếc quan tài đỏ như máu, lão Vương thì bị tra tấn và giết chết ngay tại nhà riêng của mình, có phải đều là do ông nội làm hay không? Ông nội trốn trong túp lều tranh đó có dự tính gì? Còn chuyện của Linh Giao, tại sao ông lại muốn giết hại cô ấy? Sự biến mất của cha mẹ tôi và dân làng là một bí ẩn. Không có bất kỳ một manh mối nào về việc ai đã làm điều đó. Có quá nhiều nghi vấn và tôi không thể tìm ra một chút thông tin gì cả. Sự thật sẽ chỉ được tiết lộ khi mà tôi tìm thấy Linh Giao hoặc ông nội. Tối hôm đó, tôi đi xe từ thị trấn đến trường cao đẳng sư phạm Giang Thành. Khi trở lại ký túc xá, tôi thấy có người trong ký túc xá đang ngủ rất say. Chu Tùng, bạn cùng phòng của tôi. Một anh chàng mập mạp nặng 100 cân, không ngờ anh ta lại về ký túc xá sớm hơn tôi. Tôi ném ba lô lên giường và đi đến tét vào mông anh ta một cái. Anh ta khịch mũi hai cái, nhìn tôi ngáy ngủ, mơ hồ nói, đừng ồn ào nữa. Tôi đã phải làm việc cả đêm hôm qua nên đang rất cần ngủ. Sau khi lẩm bẩm điều gì đó, anh ta lại ngủ thiếp đi. Khò, có vẻ như anh ta thực sự không hề nhẹ. Nhà của lão béo cũng khá giống nhà tôi. Anh ta đã nói với tôi trước đó rằng anh ta sẽ không về nhà vào mùa hè này, cho nên đã tìm một công việc bán thời gian và đó là lý do tại sao anh ta mệt mỏi như vậy. Nhưng tôi thấy lão béo có vẻ hơi yếu. Tên bé này sợ nhất là nóng, mặc dù đã giữa đến cuối tháng 8 nhưng ký túc xá vẫn còn rất nóng. Một điều hơi lạ là tên béo này lại ngủ mà không cần bật điều hòa, thậm chí còn đắp một chiếc chăn bông mỏng. Nếu là trước đây tôi sẽ không chú ý đến những điều này. Thế nhưng sau hơn một tháng đã trải qua những chuyện kỳ lạ, tôi dường như nhạy cảm hơn trước và luôn để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như âm khí. Trên người lão tỏa ra một luồng âm khí mờ nhạt. Mặc dù sẽ không làm tổn thương đến cơ thể nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, về lâu về dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi cắn đầu ngón tay và vẽ một lá bùa rồi dùng thủ thuật khiến lá bùa nhập vào cơ thể lão. Mờ khí yếu ớt trên người lão dần dần tiêu tán, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lão béo khịt mũi, đạp chiếc chăn bông mỏng trên người ra, hình như không chịu được nóng nữa. Nóng quá. Lão béo vặn vẹo như con giòi mập một hồi, ngơ ngác mở mắt ra, toàn thân đổ mồ hôi rồi bước vào phòng tắm và tắm nước lạnh. Qua một lúc thì lão đã tỉnh táo, tôi tỉnh trở lại. Tôi đã mua rất nhiều đồ ăn chưa đến. Lão béo thậm chí còn không lịch sự dùng bữa với tôi, vừa ăn uống nhồng nhoàm vừa uống bia. Tôi nhìn lão béo rồi giả bộ thản nhiên nói, tiểu tử cậu, nghỉ hè này cậu đi làm ở đâu, lương tháng trả bao nhiêu mà khiến cậu mệt đến mức thế này. Lão béo cắn xé một miếng đùi gà thật lớn, cười ngạo nghễ rồi nói, tiểu Sơn, cậu đi rồi may mắn lại đến với tôi. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong mùa hè này. Một tháng kiếm được khoảng 1 vạn tệ. Tôi đã nghĩ đến rồi, phải giữ lấy công việc này. Sau này ban ngày lên lớp, buổi tối về sẽ đi làm thêm. Mặc dù mệt thì mệt thật nhưng... Chờ đã, tôi ngắt lời lão. Cao mày nhìn lão và nói, tiểu tử cậu vẫn chưa tỉnh táo lại à? Hơn 1 vạn tệ một tháng ư? Rốt cuộc cậu làm công việc gì mà lại kiếm được nhiều như thế? Không phải cậu làm gì phi pháp đấy chứ? Không, lão béo trợn mắt nhìn tôi, giận dữ nói, là đàn ông với nhau. Cậu cũng không phải không biết là không bao giờ được phép làm những chuyện phạm pháp. Tôi làm bồi bàn trong một quán bar và thỉnh thoảng làm kiêm cả nhân viên bảo vệ. Tôi càng khó hiểu hơn và nói, cậu đang nói thật hay nói dối thế? Quán bar nào mà lại trả cho cậu hơn 1 vạn tệ một tháng? Ngay cả một công nhân bình thường cũng không kiếm được số tiền lớn này. Quán bar nào nhiều tiền và giàu có như vậy? Hình như lão cảm nhận được sự hoài nghi của tôi. Lão béo ậm ừ nói, cậu vẫn không tin tôi. Ở đó họ trả lương rất đúng ngày, không chậm trễ. Tôi cũng may mắn khi thấy họ tuyển người nên đã ngay lập tức thử sức đi xin việc. Không ngờ vừa xin một cái liền đã được nhận vào làm ngay. Quán bar đó ở ngay đường Bích Thanh. Tối nay tôi sẽ đưa cậu đến đó để xem. Nếu ở đó vẫn còn tuyển thêm người, thì cậu có thể xin vào đó làm cùng với tôi. Đường Bích Thanh. Tôi khựng lại một chút. Trong tờ giấy Linh Giao để lại cho tôi cũng nhắc tới nơi này.
Cô ấy dặn dò nếu gặp bất cứ rắc rối hay nguy hiểm nào hãy đến cửa tiệm ở cuối đường Bích Thanh và nhờ họ giúp đỡ. Tùng Béo, ở cuối đường Bích Thanh có phải có một cửa tiệm nhỏ không? Tôi hỏi. Lão Béo thản nhiên đáp lại, đúng thế. Đó là quán bar nơi tôi làm việc. Khóe miệng tôi giật giật liên hồi. Câu trả lời này làm tôi hơi ngạc nhiên. Nếu Linh Giao đã đề cập đến nơi đó thì có nghĩa là nơi đó chắc chắn không đơn giản. Tôi luôn tò mò về nguồn gốc của Linh Giao và có lẽ đến đó tôi có thể tìm được một chút manh mối. Tôi hỏi Lão Béo một số chuyện liên quan đến quán bar, nhưng Lão Béo không nói rõ ràng, mà chỉ nói qua loa là quán không rộng lắm và cũng không có nhiều người phục vụ. Các quán bar khác có xu hướng mở cửa đến 2 giờ sáng nhưng riêng quán bar này lại mở cửa suốt đêm. Cứ đến nửa đêm là Lão Béo lại chìm vào giấc ngủ mê man. Khi tỉnh dậy đã là tờ mờ sáng, Lão liền tan làm với tâm trạng thoải mái. Tôi có chút hứng thú với quán bar đó và quyết định tối nay sẽ đi cùng Lão Béo đến đó. Cả buổi chiều chúng tôi trò chuyện với nhau. Tối đến, tôi và tên Béo bắt taxi đến thẳng đường Bích Thành. Khi chúng tôi đến đây, trời đã tối đen và xung quanh đèn đường sáng rực. Cuộc sống về đêm ở Giang Thành chính thức bắt đầu. Tôi theo Lão Béo đến quán bar ở cuối đường Bích Thành. Quán bar quyến rũ, quy mô quán thực sự nhỏ và bảng hiệu hơi cũ. Thật khó tin là Lão Béo có thể kiếm hơn 1 vạn tệ một tháng khi làm việc tại đây. Bước vào quán bar là đã nghe thấy âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Vài cô bồi bàn xinh đẹp trong trang phục thỏ hồng sexy nghiêng người về phía quầy bar, có vẻ như đang tán tỉnh anh người pha chế đẹp trai đang pha chế đồ uống kia. Khi bước vào quán bar này, tôi không khỏi nhíu mày, khó chịu. Mờ khí và âm thanh bao trùm hòa lẫn trong căn phòng này. Thế nhưng âm khí ở đây nặng hơn rất nhiều so với âm khí trên người Linh Giao. Nếu ở trong môi trường này trong một thời gian dài sẽ bị ảo giác. Không có gì lạ khi Lão Béo lại bị nhiễm âm khí. Hơi các người đẹp, Lão Béo của mọi người đến rồi đây. Lúc này, Lão Béo nở một nụ cười tươi rói với những cô gái thỏ thẻ sexy ở quán bar. Kẻ ngu ngốc là kẻ bất khả chiến bại. Nhìn Lão Béo đang tán tỉnh mấy cô nàng phục vụ trong bộ hóa trang thành những cô thỏ sexy màu hồng, tôi không thể tin đây là Lão Béo đần độn mà tôi quen biết trước đây. Chỉ mới một kỳ nghỉ hè không gặp mà Lão Béo từ một tên nhút nhát, rụt rè lại biến thành một tay chơi gái chính hiệu. Lão Béo tận dụng hết cơ hội để tán gái. Ở cái quán bar hay những nơi như này rất ưa chuộng và nổi tiếng kiểu người biết ăn nói, tán tỉnh như Lão. May mà Lão Béo vẫn còn chút lương tâm, vẫn chưa quên người bạn thân chí cốt này. Sau khi mải mê trêu chọc mấy cô nàng quyến rũ kia, Lão liền kéo tay tôi đến quầy bar, cười nói với nhân viên pha chế, anh Minh, đây là người anh em của tôi. Cho cậu ấy một chai rượu đi. Rồi Lão Béo quay lại nói với tôi, cậu ở đây thưởng thức rượu đợi tôi nhé, tôi vào trong thay bộ quần áo. Sau đó, Lão liền đi thẳng vào phòng thay đồ phía sau quầy bar. Anh chàng pha chế đẹp trai mỉm cười đưa tôi một chai rượu, niềm nở nói, nếu Lão Béo đã đưa cậu tới đây thì hẳn là hai người có quan hệ rất tốt. Nếu không với tính cách của cậu ta nhất định sẽ không để người quen biết mình làm việc ở quán bar. Nào, cậu muốn uống gì cứ thoải mái gọi, tối nay tôi mời cậu. Tôi cảm ơn rồi thản nhiên nói, Lão Béo nói cậu ấy được trả lương rất cao khi làm việc ở đây, có đúng vậy không? Nghe đến đây, tôi thấy anh chàng pha chế và mấy cô nàng phục vụ xinh đẹp nhìn tôi có chút kỳ lạ. Đừng nói vậy, trong số chúng tôi, Lão Béo là người kiếm được nhiều tiền nhất ở đây. Một trong những cô phục vụ vui vẻ nói với tôi. Tôi cảm thấy có chút tò mò, cười cười nói với họ, sao cậu ấy có thể kiếm được nhiều như vậy? Ngay khi cô nàng đang định nói gì đó, anh chàng pha chế liền bật cười, nhìn tôi đầy ẩn ý, nói, người anh em, cậu cũng muốn vào đây làm việc sao? Tôi nhún vai cười, lương cao lại đãi ngộ lại tốt. Ngày nay, sự cạnh tranh trong các ngành nghề khác nhau rất khốc liệt, không có gì đáng ngạc nhiên khi ai cũng muốn kiếm được một số tiền lớn như vậy đúng chứ. Nghe tôi nói xong, anh chàng pha chế nhoẻn miệng cười, đúng là ở đây kiếm được nhiều tiền thật đấy. Nếu cậu muốn ứng tuyển vào đây làm việc, thì đợi sau 12 giờ đêm quản lý đến, cậu có thể nói chuyện với quản lý quán bar. Nói xong, anh chàng pha chế liền quay lại làm việc, dường như không muốn nói chuyện với tôi nữa. Kỳ quặc, nơi này thật là kỳ quặc. Thêm vào đó là âm khí hỗn tạp mù mịt xung quanh khiến tôi luôn có cảm giác khó chịu, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhấp vài ngụm rượu, đảo mắt nhìn xung quanh. Lão Béo đã thay một bộ quần áo khác. Trên người mặc một bộ vest trông rất lịch lãm khiến tôi có cái nhìn khác về Lão, không còn cái cảm giác của một tên béo tầm thường nữa. Nếu Lão đeo thêm một cặp kính râm, trông không khác gì một người nổi tiếng, giàu có trong xã hội này. Khách đến quán ngày một đông hơn. Lão Béo cũng bắt đầu bận rộn, đi đi lại lại làm bảo vệ đảm bảo an ninh cho quán.
Bản nhạc du dương dần thay đổi, thay vào đó là nhạc sàn bốc lửa, nhộn nhịp. Khách trong quán cũng bắt đầu nhí nhảy không ngừng nghỉ. Mấy cô nàng phục vụ cũng lên sàn lắc lư theo nhịp nhạc khiến cho bầu không khí trong quán bar trở nên nóng bỏng, bùng cháy hơn bao giờ hết. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Tất cả mọi người hầu như đều đang đắm chìm trong bầu không khí này, say sưa uống rượu điên cuồng. Một đêm thác loạn như này quả thật không thích hợp. Duy chỉ có anh chàng pha chế tại quầy bar là không tham gia vào cuộc vui, lặng lẽ pha chế đồ uống. Thỉnh thoảng liếc nhìn đám đông vui vẻ và điên cuồng nhậu nhẹt, anh ta nhếch mép nở một nụ cười chế giễu, khinh khỉnh. Khi anh ta nhận ra ánh mắt của tôi đang hướng về anh chàng pha chế sững người trong giây lát, dường như đang tự hỏi tại sao tôi lại có thể duy trì trạng thái tỉnh táo và trầm lặng như vậy. Sau đó, anh ta mỉm cười với tôi, đem theo một chai rượu đến ngồi bên cạnh nói chuyện với tôi. Cậu có chút đặc biệt, trông không giống một sinh viên đại học bình thường. Anh chàng pha chế nhấp một ngụm rượu và nói ẩn ý với tôi như thể anh ta nhìn đã nhìn ra điều gì đó. Tôi không nói gì và cũng không biết nên đáp lại lời anh ta thế nào. Anh ta chỉ vào những người đang chìm đắm trong men rượu đang điên cuồng bay lắc kia, nở một nụ cười xấu xa trên khóe miệng và nói họ đều là những người cô đơn, áp lực. Hết lần này đến lần khác, họ tìm đến men rượu để trút bỏ nỗi phiền muộn trong lòng. Cuộc sống quá mệt mỏi rồi. Không biết là cậu đã biết chuyện gì mà đến đây. Nhưng nếu đã ở đây, tốt nhất cậu nên hòa mình vào bọn họ để giải tỏa những cảm xúc từ bên trong. Nó thực sự khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Còn anh thì sao? Tôi nói với một giọng trầm. Tại sao anh không hòa mình vào đám người đang điên cuồng uống rượu kia? Anh chàng pha chế uống vài ngụm rượu và cười nói một cách đầy ẩn ý. Tôi không dám, ha ha. Nếu tôi như họ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Và tất nhiên, quản lý của chúng tôi chắc chắn sẽ không hài lòng. Nói xong, anh ta vỗ vỗ vai tôi, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi, nghiêm nghị nói. Tuy nhiên, nếu có kẻ dám ý kiến ở đây, quản lý cho phép tôi được bung xõa một lần đấy. Cậu hiểu chứ? Bất kể cậu là ai, nếu đã đến quán bar chúng tôi thì phải tuân thủ các quy định ở đây. Tôi nói những lời này cũng vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Anh chàng pha chế rượu trở lại dáng vẻ hiền lành lúc trước và quay lại quầy bar, chỉ trong tích tắc đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Khi anh ta đe dọa tôi lúc nãy, tôi thực sự cảm thấy như mình đang bị một con quái thú nhìn chằm chằm. Tôi thiếu chút nữa là không kìm được bản thân mà xông vào rồi. Một con quái vật đáng sợ trong hình hài một con người. Đây là ấn tượng của tôi về anh chàng pha chế đó. Một đêm thác loạn lại trôi qua. Đến hơn 12 giờ đêm, khách của quán lần lượt ra về trong tình trạng mệt mỏi và kiệt sức. Không những là đã uống quá nhiều rượu mà tinh thần cũng có chút uể oải. Mờ khí trong quán so với lúc đầu còn còn nồng nặc hơn trước. Mấy cô nàng phục vụ cũng tan ca trong trạng thái mệt mỏi. Anh chàng pha chế liếc nhìn tôi một cái khi anh ta rời đi, ánh mắt không thể giải thích được. Cả quán giờ chỉ còn lại tôi và lão béo cả người nhễ nhại mồ hôi. Ở các quán bar khác, thời điểm này lẽ ra là lúc bận rộn nhất để kinh doanh, nhưng ở đây có cảm giác như nó đã đóng cửa. Lão béo dọn dẹp những chai rượu đã cạn và những thứ rác khác trên bàn. Tôi cũng giúp lão dọn dẹp sạch sẽ và tiện hỏi lão, ngày nào cậu cũng làm một công việc này ư? Đến thời điểm này là đã không còn khách hàng nữa. Vậy có thể về chưa? Lão béo lắc đầu nói, qua 12 giờ đêm nay sẽ có khách đến. Nhưng những vị khách này không quá ồn ào, rất yên tĩnh. Kể từ lúc này, ngoài vai trò bồi bàn, lão béo còn kiêm cả vai trò pha chế của quán. Sau hơn 12 giờ đêm, tôi hiểu ý của lão béo ngồi im lặng quan sát. Một người đàn ông trung niên với nước da trắng bệch, áo sơ mi ướt sũng bước vào quầy bar và gọi rượu. Anh ta nhìn chằm chằm lão béo, trực tiếp đặt lên quầy rượu vài tờ tiền. Lão béo dường như biết người đàn ông trung niên muốn gì, tay vụng về pha cho anh ta một ly rượu. Sau khi người đàn ông trung niên lấy rượu, lặng lẽ đi đến khu chỗ ngồi cách đó không xa, lặng lặng đi mà không hề phát ra tiếng động. Anh ta hướng mũi chân xuống đất và giữ gót chân không chạm đất. Cơ mặt tôi co giật dữ dội. Tôi nhanh chóng cắn đầu ngón tay mình và lấy máu bôi lên trên mi mắt. Tôi nhìn lại người đàn ông trung niên, cơ thể của anh ta đã bị thối rữa, máu không ngừng chảy ra từ trên người anh ta. Chết tiệt! Đây là một người đàn ông đã chết rồi.